Hello everyone, welcome to Kadasa Grammar Reviews Programs. Xin chào, mừng các em đến với chương trình ôn tập của ôn tập ngữ pháp của Kadasa. And today I would like to introduce the new chapter, chapter number 3, future tense. Và hôm nay cô Hân Hạnh giới thiệu chương số 3, đó là chương nói về thời gian trong tương lai. Are you ready? Okay. Now, look at the board everybody. So, Unit number 1 of chapter number 3. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 1 của chương số 3. And the contents, nội dung sẽ như thế này. Number 1, expressing future tense. Đó là diễn tả thời gian trong tương lai. Number 2, form verbs be going to and will. Thứ hai đó là cô sẽ nói về các cách thành lập của động từ be going to và chữ will giống nhau và khác nhau chỗ nào. And the next, number 3, construction of be going to and will. Đó là cô sẽ đề cập đến dạng rút gọn của cấu trúc be going to và will. And number 4, practice and exercises. Và phần số 4 như thường lệ chính là phần luyện tập và phần bài tập áp dụng. Okay, now I would like to invite all of you look at the board and see some photo. Cô mời các em nhìn vào màn hình và xem một số bức ảnh của cô nhé. Now look at the photo number 1. Yeah, you will see a boy. Các em sẽ nhìn thấy một cậu bé. What is he doing? Thế cậu bé này đang làm gì? He is bringing some books. Anh ta đang mang một số quyển sách. Yes or no? Okay, so can you guess what is he going to do? Vậy em có thể đoán được cái cậu bé này sắp sửa làm chuyện gì không? Khi mà trên tay cậu bé mang rất là nhiều sách vở. Okay, when, yeah, you can guess he is going to study. Anh ta sắp sửa học hành một môn nào đó mà rất là khó nhọc, do đó sách rất là nhiều. Okay, so I will ask you when he is going to study. Vậy khi nào thì anh ta mới sắp sửa học mà bây giờ anh ta đã mang nhiều sách đến như vậy? Okay, so you make the question like this. Vậy em muốn hỏi một cái câu hỏi là khi nào anh ta sắp sửa học? Em sẽ đặt cấu trúc là when he is going to study. Okay, now look at the photo number 2. Nhìn vào bức hình thứ hai, các em sẽ thấy cái gì nào? For sale. Yeah, các em sẽ nhìn thấy một căn nhà và một người nào đó đã để một cái bảng là for sale, đang cần bán. Yes, so can you guess what are they going to do and where are they going to live? Các bạn đoán rằng chủ của ngôi nhà này sắp sửa làm chuyện gì và họ sắp sửa sống ở đâu? Okay, so you can say like this. Yeah. Vậy người chủ của ngôi nhà trả lời là we will move in a few days. Chúng tôi sẽ dọn nhà trong một vài ngày nữa. Yes. Như vậy hình số 1, các em dự đoán cậu bé này sắp sửa học và khi nào sẽ học. Còn hình số 2, các em chủ nhà trả lời rằng chúng tôi sẽ dọn nhà đi trong một vài ngày nữa. Vậy câu hình số 1, các em đã sử dụng cấu trúc là be going to. Còn hình số 2, các em sử dụng chữ will. Okay, so number 1, I will tell you the way to use be going to and will. Vậy mục số 1, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách sử dụng be going to và will để diễn tả thời gian ở trong tương lai. Okay, now look at the photo number 3. You will see a champagne bottle. Các em sẽ nhìn thấy một cái chai rượu champagne. Yeah. And you say they are going to have a party in the house tonight. Do vậy, nhìn có manh mối rõ ràng là chai rượu champagne rồi đang ướp đá, do đó các em mới nói rằng, dự đoán rằng là bọn họ sắp sửa dùng một buổi tiệc trong nhà tối nay. Yeah. And you will see you use are going to have. Như vậy các em nhìn thấy câu này, các em sẽ thấy nó người ta đang sử dụng cấu trúc là be going to nhưng mà chia với động từ chia với chủ ngữ là they, do đó phải là they are going to và have động từ nguyên mẫu. Okay, now example, I give you some example. Now the first pair, cặp đầu tiên. A, I am going to get married in 1 hour. Tôi sắp sửa kết hôn trong 1 tiếng đồng hồ nữa. B, I will get married in 1 hour. Tôi sẽ kết hôn trong 1 tiếng đồng hồ nữa. Now look at the photo, you will see happy faces of the groom and the bride. Các em nhìn thấy hai cái khuôn mặt hạnh phúc của chú rể và cô dâu phải không? Yeah, and the
The groom say, chú rể nói rằng, I am going to get married in 1 hour. Một tiếng đồng hồ nữa là tôi làm lễ kết hôn. I will get married. Như vậy mấy em sẽ thấy cặp câu, cặp câu giữa ví dụ A và ví dụ B đều mang nghĩa là sắp sửa, trong một tiếng đồng hồ nữa kết hôn. Như vậy các em có thể dùng cấu trúc là be going to hoặc là will cộng động từ nguyên mẫu để diễn tả cái việc kế hoạch em sắp sửa làm. Ok, and now we will move to example number 2. Everybody, look at the photo. You will see a sad face. Em sẽ nhìn thấy một cái khuôn mặt thật là buồn. Yeah. So what is feeling? Anh chàng này đang cảm thấy như thế nào đây? Jack is going to get married in 1 hour. Yeah. Người ta đám cưới, cái cặp mới vừa rồi đám cưới trong một tiếng đồng hồ nữa thì người ta cảm thấy rất là vui. Trong cái cậu bé này, cái anh này thì mặt rất là buồn. Yeah. Có thể là anh này không đồng tình với cái đám cưới này hoặc là vì một lý do nào đó. Jack sắp sửa kết hôn trong một tiếng đồng hồ nữa. And example D, Jack will get married in 1 hour. Và Jack sẽ đám cưới trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Is it the same? Thế mấy em hai câu này cùng giống nhau hay không? Yes, is it the same? Vâng, chúng giống nhau. Như vậy các em rút ra được kết luận sự giống nhau giữa be going to và will, đó là dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trong tương lai. Ok. So, now I will give you example again. So, the same meaning. Như vậy, ví dụ A và ví dụ B sẽ cùng đồng nghĩa với nhau. Jack is going C and D. Cái cặp ví dụ C và D. Is this the same meaning? Yes, is it the same meaning? Vâng, nó cũng đồng một ý nghĩa. Vậy cô rút ra kết luận, will be going to often have same meaning. Như vậy will và be going to thường thường là có cùng một ý nghĩa, dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trong tương lai. Ok. Now, example number 3. Now look at the pair of example. Nhìn vào cái cặp ví dụ nè. A, ví dụ E, I shall get married in 1 hour. Or we shall get married in 1 hour. Như vậy các em thấy cách dùng chữ will, và bây giờ cô đã thay đổi thành chữ shall. Is it the same with will? Vậy shall có cùng nghĩa cách sử dụng với will hay là không? Tôi sắp sửa kết hôn trong một tiếng đồng hồ nữa. Khi nào cô dùng chữ shall? Yes. You will see. Yeah. Use of shall in frequent and formal. Cách sử dụng chữ shall đó là cách sử dụng không thông thường lắm, không phổ biến lắm, và chỉ dùng cho hình thức trang trọng mà thôi. Chẳng hạn như em đứng trước tập thể đám đông, em công bố rằng một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ thành hôn. Như vậy lúc đó sao tiếng Việt Nam của em á, thì kết hôn hay đám cưới em sẽ chuyển thành thành hôn, bởi vì em đang sử dụng cấu trúc với shall. Shall dùng để chỉ in frequent and formal, một hình thức thông báo thật là long trọng, có lễ nghi. Yeah, and we shall get married in 1 hour. Hai chúng tôi một tiếng đồng hồ nữa sẽ thành hôn. Như vậy cô đang thông báo, cô đang làm cái thông báo trước những người lớn tuổi hơn mình hoặc là trước những người mà địa vị lớn hơn cô. Cô sẽ dùng hình thức giới thiệu long trọng, cô sẽ dùng chữ shall. Ok, vậy shall chẳng qua là hình thức long trọng hơn so với chữ will, cũng dùng để diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai mà thôi. Ok, and now everybody, I will move to the forms. Và cô sẽ đi đến phần số 2, đó là forms of be going to and will. Đó là cách thành lập be going to và will. So, how many forms of be going to and will are there in English? Thế có bao nhiêu cách thành lập be going to và will ở trong tiếng Anh? We have three forms. Chúng ta như thường lệ vẫn có ba hình thức. The first one, statement, đó là lời nói khẳng định, or affirmative. The second, negative, đó là lời nói phủ định, có chữ not. And the last one, this means interrogative, it means the question, đó là dạng câu hỏi, dạng nghi vấn. Okay? Now, look at the board, everybody. You will see a photo. Yeah. They are bringing umbrellas. Bọn họ đang cầm hai cây dù. And it's raining, và trời đang mưa. Yeah. So they will guess, họ đoán rằng it's going to rain again tomorrow. Và vì trời mưa và có nhiều đám mây đen, do đó họ dự đoán trời ngày mai thế nào sắp sửa cũng mưa nữa, cho mà coi. Như vậy các em
nhìn thấy cấu trúc it cộng với is going to và sau nó sẽ là rain, it's a bare infinitive. And now you see this. Okay, example B. Everybody, a woman and a little daughter. Yes, có một người phụ nữ và một đứa bé nhỏ. So, what is she saying? Cô bé này nói thế nào đây? Her mother, mình đứng ở ngoài mình nói rằng her mother is going to be 30 years old tomorrow. Yeah, 30 years old tomorrow. Mẹ của cô ta sẽ bước sang tuổi 35 vào ngày mai. Như vậy, hôm nay có thể là người này phụ nữ này cuối ngày cuối cùng của năm thứ 34 tuổi và ngày mai sẽ là tuổi thứ 35. Như vậy cách thành lập câu này sẽ là her mother cộng với is going to và động từ to be sẽ được chia là is going to và cộng động từ nguyên mẫu là be nha. Như vậy động từ to be ở đây các em không chia gì cả, tại vì be sau be going to sẽ là động từ nguyên mẫu. Ok, and now I will tell you about the first one. Statement. Yes. Cô sẽ nói cho các em. Yeah, this is incorrect. Và đây là một câu ví dụ sai. Her family is going to house. You say house, các em sẽ nhìn thấy chữ have của cô có S. So you say wrong. Yeah, you never use house. Gia đình của cô ta sắp sửa có một buổi tiệc. Yeah, this is incorrect sentence. Và đây là câu sai. Như vậy sao cấu trúc be going to? You use bare infinitive like this. This is the statement. Đây là câu khẳng định. Subject plus be going to plus bare infinitive. Vậy câu khẳng định của cấu trúc be going to là chủ ngữ cộng be going to cộng với động từ nguyên mẫu. Và các em chú ý chữ be ở đây chính là các em phải chia. I am going to. She is going to. He is going to. It is going to. They are going to. We are going to. Ok, vậy động từ to be, be going to chỗ này các em phải chia cho phù hợp với chủ ngữ của nó. Ok, and now look at the board, you will see am I going to go to the party? Thế còn tôi, có sắp sửa đi dự tiệc phải không? Ok, is he going to the party? Or she is going to the party? Yeah, are they going to the party? So what are they? Dạng này là gì đây các em? So this is the question. Dạng này đã là dạng question, dạng câu hỏi. So you use the form like this. Khi đặt câu hỏi cho be going to, các em sử dụng công thức như thế này. Be plus subject plus going to plus by infinitive. And you should remember change be suitable with the subject. Và các em phải nhớ một điều là phải đổi động từ be ở đầu câu đó cho nó phù hợp với chủ ngữ của nó. Chẳng hạn như ví dụ câu C, nhìn vào ví dụ C number 1. Am I going to the party? Tôi sắp sửa đi dự tiệc phải không? Yeah. Như vậy chủ ngữ là chữ I, giờ đó các em phải dùng động từ to be là am. Example number 2. Is he going to the party? Các em phải dùng chữ is. Is she going to the party? Yeah. Như vậy chữ is các em sẽ chia với lại chủ ngữ là he, she and it. And example number 3. Are they going to the party? Are they going to the party? Are we going to the party? Or are you going to the party? Remember? Okay. Now let's move to the next part. Now look at example D. I am not. He, she, it is not. Yeah, you plus going to the party. Như vậy, đây là thể phủ định. You can say this is negative. So negative, you say subject plus be plus not plus going to plus bare infinitive. Như vậy, đối với thể phủ định, các em sẽ xen chữ not vào chính giữa động từ to be và going to. Và nên nhớ một điều, be ở đây vẫn phải chia cho phù hợp với chủ ngữ thật của nó. Chẳng hạn như I thì I am not going to. He isn't. Yeah, isn't có nghĩa là dạng rút gọn của is not going to. They are not going to. Remember everybody? Như vậy cô mới vừa đi qua phần hình thức thành lập ba thể của be going to, thể khẳng định, thể phủ định và thể nghi vấn cho các em nhé. And now, this is, what is it?
Ở đây là phần nào các em? Beginner. Beginner. So look at example. E. Come on. We're gonna to the party. Yeah. Come on, come on. We're gonna. So you say gonna. Gonna chẳng qua đó là hình thức. What? Yeah, hình thức viết, hình thức nói ngắn gọn của chữ going to. Yeah. Và you say going to khi dùng trong văn nói, chúng ta sẽ đổi chữ going to thành chữ gonna. Và gonna được dùng trong trường hợp nào? Now you will see the table. Mời các em nhìn vào trong cái bảng của phân tích. Beginner. Beginner là viết tắt của be going to, được dùng trong hình thức là informal, đó là hình thức thân thiện. Formal là long trọng, còn informal là thân thiện, thân mật. And not usual, và thông thường người ta không có sử dụng, chỉ sử dụng ở đâu? In speaking, chỉ sử dụng trong văn nói mà thôi. Còn trong văn viết, các em phải dùng nguyên, đó là be going to. Các em phải dùng chữ going to, chứ các em không được dùng chữ gonna. Ok? You will see it in songs. Và các em thường thấy cấu trúc này trong các bài hát, bởi vì nốt nhạc không cho phép. Người ta nói be going to, be going to, tới bốn nốt nhạc, do đó người ta phải chuyển lại là going to thành chữ gonna. Gonna chỉ dùng trong phần nói và cách nói thân thiện. Ok, so come on, we're gonna to gonna go to the party. Nhanh lên nào, chúng ta sắp sửa đi dự tiệc rồi đó. Ok, and now let's practice. Và chúng ta đi đến phần luyện tập nhé. Now, look at the board, you will see a picture. Yeah. So, a woman, yeah, a mother and a daughter. Đây là bối cảnh giữa người mẹ và đứa con gái. So, can you guess what is in the blanks? Thấy cái nào nằm ở trong cái chỗ trống này? You say, các em hãy đặt cho cô một câu có chứa be going to, chữ you và chữ cook. Yeah. Đứa con gái sẽ hỏi bà mẹ, thế mẹ sắp sửa nấu cái gì cho bữa ăn trưa cho gia đình mình đây? Yes, so what do you say everybody? What? Yeah, this is the answer. What are you going to cook for lunch? Mẹ sắp sửa nấu cái gì cho bữa ăn trưa đây? Yes, như vậy các em sử dụng question, dặn câu hỏi. Yes, interrogative. Và các em phải nhớ đảo be ra trước chủ ngữ you, mà be chia với you phải là chữ are. Ok, so what are you going to cook for lunch? This is the correct question. Chính là câu hỏi đúng. And now let's go to the next photo. And you will see, oh, there are four men. Có bốn người đàn ông? No, only three men and one woman. Có ba người đàn ông và một người phụ nữ. Okay, so can you guess? Người đàn ông, the man on the left, ask the others what? Cái người đàn ông bên tay trái sắp sửa hỏi ba người còn lại những gì các em? What to do? Yeah. Các em hãy điền vào chỗ trống what to do. So the answer, what are we going to do? Tại vì trong câu đã có chữ to do rồi, do đó các em chỉ cần điền vô là are we going. Như vậy đây là câu trước của are we. What are we going to do? Và chữ do là động từ nguyên mẫu. Chúng ta sắp sửa làm gì đây? Đó, người đàn ông bên tay trái hỏi ba người còn lại như vậy. What are we going to do? Ok, and now look at the photo, everybody. Yes, you use be going to plus a verb sing, yeah, to fill in the question. Mời các em sử dụng cấu trúc be going to và động từ sing để điền vào chỗ trống cho câu hỏi như thế này. You will see a girl is singing. Cô gái đang hát. You will say what? Yeah, is that girl going to sing all day? Thế liệu cô gái này sẽ hát suốt ngày hả? Nhìn vào bức tranh các em thấy cô gái này đang hát, nhưng mà mình hỏi tiếp, liệu cô này sẽ hát suốt ngày này phải không? Is she or is that girl going to sing all day? Yeah, this is the correct question. Và các em thấy chữ that girl, this is the third singular subject. So you use be, is. Bởi vì chủ ngữ thật là that girl là danh từ ngôi thứ ba so it. Do đó các em chia động từ so it là is. Ok? Now, what is it everybody? Let's go to the next part. Cô mời các em qua phần kế tiếp. And before this,
Please look at some photo. Và trước khi qua phần khác, cô mời các em xem một số bức hình nhé. Yes. So photo number one. You see, dinner will be ready in 1 hour. Người phụ nữ. À, các em sẽ nhìn thấy một người phụ nữ. Và xung quanh người phụ nữ này rất nhiều dụng cụ làm bếp cũng như là các nguyên vật liệu làm bếp. Và các em nói như thế nào đây? Dinner will be ready in 1 hour. Bữa ăn tối hay là buổi ăn tối hay là bữa ăn tối sẽ sẵn sàng trong 1 tiếng đồng hồ nữa. Yes. So you use will. Okay. And now, let's move to the next. Yeah. Như vậy phần số 2, cô sẽ nói cho các em về cách thành lập will. Ba thể của will thành lập như thế nào? Yes. Very simple. Thành lập will rất là dễ dàng cho các em. Bởi vì be going to, các em còn phải chia động từ to be sao cho nó phù hợp với chủ ngữ. Còn ở đây will, very easy for you. Now, look at the board, you will see statement. Dạng thứ nhất đó là dạng lời nói khẳng định. So, the subject, are you, he, she, it, we, they, you plus will, okay, will be, yes. Thật ra, be ở đây nó là cái ví dụ thôi, các em là cộng động từ nguyên mẫu. The next negative, are you, he, she, it, we, they, you plus will not, và will not còn được viết tắt là won't. Và cộng be đây thật ra là hình thức của động từ nguyên mẫu. Như vậy đối với cô khẳng định, các em lấy chủ ngữ cộng với will cộng với động từ nguyên mẫu. Trong khi phủ định, các em lấy chủ ngữ cộng will not và cộng với động từ nguyên mẫu. Ok. So how about the question? Thế còn câu hỏi thì sao everybody? Question. You move will to the beginning of the sentence. Đối với câu hỏi thì các em sẽ đảo chữ will lên đầu câu trước chủ ngữ, còn cái động từ nguyên mẫu các em vẫn đặt lại đằng sau. Mà trong trường hợp này cô ghi chữ be cho các em, nhưng thật ra nó là động từ nguyên mẫu. Will I blah blah blah, will you blah blah blah, will she blah blah blah. Như vậy các em muốn dùng động từ nào thì các em sẽ gắn động từ nguyên mẫu vào chỗ đó. For example, I say will she go out, cô ta sẽ đi chơi hả? Will you come here, bạn sẽ đến đây hả? Ok, giờ cô dùng chữ go và chữ come nguyên mẫu, bởi vì cô đã đảo trợ động từ. Đó là chữ will, modal verb, là động từ khiếm khuyết trạng ra đằng trước chủ ngữ. And how about the answer? Và đây là câu hỏi yes, no. Vậy cách trả lời các em có cách trả lời ngắn gọn như thế này. So the short answer, yes and no. Yes, I will. Yes, you will. Yes, she will. Yes, he will, blah blah blah. And how about no? Thế còn cách trả lời phủ định? No, I won't. I won't is mean I will not. Cô viết tắt của chữ will not sẽ là I won't. No, you won't. No, she won't. No, they won't. And no, blah blah blah. Understand everybody? Như vậy cô mới vừa nói cho các em nghe cách thành lập của will. Ba thể: khẳng định, phủ định và nghi vấn. And now I will talk about contraction. Cô sẽ nói về rút gọn của be going to và will. Look at the board, everybody. This is the table of summary. Đây là một cái bảng tóm tắt, or I can call this is summary table. Now contraction, you will see I, you, she, he, it, we, they. Khi cộng với will thì chữ will đó sẽ được chuyển thành comma, apostrophe là phẩy ở trên đầu cộng với hai chữ L. Yes, you will see. Như vậy, khi nào chúng ta sử dụng cấu trúc này? Pronouns, I, you, we, they chính là pronouns, là đại từ làm chủ ngữ. Các em sẽ cộng với will và được rút gọn khi nó như thế nào? In scripts, đó là trong văn nói, and formal writing, đồng thời đó là trong các văn bản. Như chữ speech là những cái bài diễn văn á, và trong các văn bản chính thức long trọng thì chúng ta nên lấy đại từ cộng với lại chữ will, chứ các em không được viết tắt, vẫn là will. Còn khi nào thì các em sử dụng will viết tắt? Now look at the next. For example, Danny will. Danny, this is the proper name, đó là tên riêng. Yeah, như vậy Danny blur, Danny will, chữ will của các em là double L được viết tắt trong trường hợp này. Khi nào chúng ta sử dụng danh từ riêng cộng với will được viết tắt? Look at this, usually only in space.
À, thông thường đó chỉ là sử dụng trong văn nói mà thôi. Do you understand? Dạ, yeah, con nói là một lần nữa, đại từ mà cộng với will không được viết tắt nhé, thì các em sử dụng vừa cả văn nói lẫn trong các văn bản long trọng, mình thông báo cho người ta gì đó, mình lấy đại từ làm chủ ngữ cộng chữ will. Trong khi ở bên danh từ riêng, các em thông thường các em phải sử dụng chữ will, nhưng nếu em viết tắt thì hình thức đó chỉ sử dụng trong văn nói và không thường xuyên sử dụng lắm. Yes? Okay, and now let's practice, everybody. Look at the broad contraction. Now, look at the broad, you will see a man. He is thinking something. Ông này đang nghĩ một chuyện gì đó. Get married in 1 hour. Yeah, so fill in the blank with the suitable form of contraction. Mời các em hãy điền vào chỗ trống với hình thức phù hợp của dạng rút gọn. Yes. Yeah, he will. He will, các em điền vào chỗ trống này sẽ là you say him. Okay, he'll. Yeah. And the next, everybody. Yes. So she will probably go to the party. Yes. So she probably go to the party. Yeah, she will. She will. Yeah. And the next, photo, her mother is going to be 35 years old tomorrow. So tell me, this is a contraction one. Yes. Will. Yes. Will be. Như vậy cô đã, lúc nãy cô có nói các em là be going to. Nó, cách sử dụng giống như chữ will trong trường hợp này. Do đó người ta đã viết rút gọn bằng chữ will. Her mother be 30 years old tomorrow. Ok. Nhưng mà khi các em đọc thì khó mà nghe được chữ will viết tắt. Yes. And now, let's move to exercise. Và bây giờ đến phần bài tập. Now, exercise number one, complete sentences, use going to plus one of the verbs in the list. Mời các em hãy hoàn tất câu sử dụng cấu trúc be going to cộng với một trong những động từ cho trong danh sách dưới đây. Yeah, so you say do, làm, each and give, tặng, lie down, nằm xuống, visit, viếng thăm, walk, đi bộ, wash, rửa, okay? Watch, xem, wear, mặc, and go. Okay, đi. And now, fill in the blank with the suitable verbs plus be going to. Number one, everybody, my hands are dirty. I blah 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 them. Cô làm ví dụ mẫu cho các em nhé. Câu số 1, bàn tay của tôi, hai bàn tay của tôi dơ quá. Tôi như thế nào chúng? Yes, you need what verb? Các em cần một động từ nào để điền vào chỗ này và nhớ sử dụng cấu trúc be going to. Tôi sắp sửa đi rửa bàn tay của tôi. Yes, okay. So you say, I am going to wash them. Is it clear? Và be going to trong trường hợp này chia với chủ ngữ là I, do đó phải là I am going to wash. The next, number two, walk, blah blah blah, to the party tonight. So tell me, everybody, bạn, what, cái gì, buổi tiệc tối nay. Buổi tiệc, khi gợi nhớ đến buổi tiệc thì các em sẽ sử dụng động từ ăn hoặc là động từ mặc. Is it right? So the answer, yeah, what are you going to wear to the party tonight? Yes, chúng ta sắp sửa mặc cái gì? Hay là bạn sắp sửa mặc cái gì để đi đến buổi tiệc tối nay? And now, number three, it's a nice day. I don't want to take the bus. Bởi vậy, tôi không có muốn đón xe buýt đi, tôi muốn đi dạo bộ. Tại hôm nay là ngày đẹp trời, không mưa, không có tuyết. Ok, không nắng. So tell me, I, blah, 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 you use what's more, everybody? Yeah, I am going to walk. Tôi sắp sửa đi dạo bộ. Ok, and now number four, John is going to Seattle next week. He, blah, 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 some friends. Tell me, what verb do you choose here? John sắp sửa đi thăm hay là đi đến Seattle vào tuần sau. Anh ta cái gì? Một vài người bạn. The answer, he is going to visit some friends. He is going to plus verb there. The next, number five. I'm hungry. Tôi đói quá. I'm hungry. I blah blah blah. A sandwich. Tôi cái gì bán sandwich? Can you guess the verb? What verb do you choose? The answer? Yeah. I am going to eat a sandwich. Tôi sắp sửa ăn một cái lát bánh mì sandwich. Okay?
Như vậy trong năm câu đầu tiên chúng ta đã sử dụng được động từ wash, rửa tay. Number 2, wear, động từ mặc. Number 3, walk, đi dạo bộ. Number 4, visit, viếng thăm. And number 5, eat, động từ ăn. Ok, now let's move to exercise. Number 1, again. And watching number 6 to number 10. Và bây giờ nó là từ câu số 6 đến câu số 10. Now everybody, look at the board. Number 6, is Sarah's birthday next week? We blah 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 her a present. Tuần sau là sinh nhật của cô nàng Sarah. Chúng ta sẽ cái gì? Cô ta muốn quà. Number 7, Maria say she's feeling very tired. Cô nàng Maria nói rằng cô ta cảm thấy rất là mệt. She blah 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 for an hour. Cô ta như thế nào trong một tiếng đồng hồ? And then next, number 8, there's a good program on channel 13 at night tonight. You blah blah blah. Có một cái chương trình rất hay trên kênh số 13 vào 9 giờ tối tối nay. Yes, bạn có muốn xem hay không? Phải không? And the next, number 9, what blah 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 break out blah 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 when she finishes school. Yeah. Thế thì cô break out, các em đoán được chỗ này là động từ sẽ làm gì phải không? À, khi cô ta hoàn tất chương trình học ở phổ thông. And the last one, she blah 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 to university. Cô ta sẽ đi học đại học. Yeah. Như vậy các em sẽ thấy very easy to choose the suitable verb. Rất là dễ dàng để chọn một động từ phù hợp phải không? Now, number 6, what verb do you choose everybody? The answer, we are going to give her a present. Như vậy các em sử dụng động từ give và bởi vì we, nghĩa là we are going to give. Number 7, yeah, she is going to lie down. Cô ta nói cô ta mệt thì cô ta sắp sửa hay là cô ta sẽ đi nằm nghỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, lie down. And then next, number 8, the answer, are you going to watch? Bạn sắp sửa xem chương trình gì? Bạn sắp sửa xem chứ? Yeah, are you going to watch? Number 9, yes, what is Rachel going to do? Yes, bởi vì đây là câu hỏi, và đó các em phải đảo động từ to be is trước chủ ngữ là so it lên riêng Rachel. And the last one, she is going to go to the university. Okay, do you understand everybody? And now we move to exercise number 2. Now look at the board. Exercise number 2, write will or want for these sentences. Hãy viết xuống chữ will hoặc là chữ want trong những câu sau đây. Now, we will have 5 sentences. Chúng ta có 5 câu. Như vậy các em sẽ căn cứ vào mặt ý nghĩa để các em chọn thể khẳng định hay là thể phủ định. Is it clear? So number 1, don't drink coffee before you go to bed. You blah 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 sleep. Đừng uống cà phê trước khi đi ngủ. Bạn gì ngủ đó. And number 2, are you ready yet? Cậu đã sẵn sàng chưa? Not yet. Tôi chưa sẵn sàng. I blah blah blah. Be ready in 5 minutes. So tell me number 1 and number 2, you use will or will not for number 1 and number 2. The answer, number 1, you won't sleep. It means you will not. Đừng uống cà phê trước giờ đi ngủ, bạn sẽ không ngủ được đâu. Sẽ không. So will not, viết tắt là won't. And then next, are you ready yet? Sẵn sàng chưa? Not yet. So you say, I will. Tôi chưa sẵn sàng, tôi sẽ sẵn sàng trong vòng 5 phút nữa. So this is the statement. Đây là lời nói khẳng định will. And then next, number 3, number 4, and number 5, everybody. Number 3, I'm going away for a few days. Tôi sẽ đi xa trong một vài ngày. I'm leaving tonight. Tối nay tôi sẽ rời khỏi nhà đó. So I blah 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 be home, be at home tomorrow. Vì vậy tôi sẽ có mặt ở nhà hay là không có mặt ở nhà vào ngày mai. The next, number 4, it rain. So you don't need to take an umbrella. Như vậy theo các em chỗ này là trời mưa hay trời không mưa? Tại vì cái câu dẫn dò đằng sau là bạn không cần thiết phải mang theo dù. And the next, number 5, I don't feel very well tonight. Tối nay tôi không cảm thấy khỏe lắm. Thì cái người kia trả lời, wow, vậy à, go to bed early, hãy đi ngủ sớm, and you blah 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 feel better in the morning. Và bạn sẽ hay là không sẽ cảm thấy khỏe vào ngày sáng hôm sau. Okay, so number 3, the answer, well. The next, number 4, won't. And the last one, number 5, answer, yeah, you will feel, bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn.
Do you understand, everybody? Okay. And now this is the end of the lesson. Thank you for listening. Goodbye and see you again in unit number 2. Bye-bye, everyone. Hello everyone, welcome back to chapter number 3. But today we will study unit number 2. Yeah. Chào mừng các em quay trở lại chương số 3. Nhưng hôm nay các em sẽ học bài số 2. The differences between will and be going to. Chương như chương số 3 của chúng ta nói về thời gian trong tương lai. Còn bài số 1 là nói về sự giống nhau của cách sử dụng will và be going to. Còn bài số 2 của chúng ta hôm nay sẽ là sự khác nhau giữa will và be going to. Are you ready? Okay, now look at the board, everybody. The contents of the unit number 2 today is the first one, sureness about the future. Yeah, you will study about how to use properly, nay, maybe. Phần đầu tiên của nội dung bài học hôm nay đó là học về nói về diễn đạt sự chắc chắn xảy ra trong tương lai. Và trong khi đó có cách sử dụng properly, nay and maybe. Như vậy chức năng của ba từ này trong thì tương lai như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. And number 2, we study the differences between will and be going to. Phần số 2 trong bài học hôm nay sẽ phân tích sự khác biệt về cách sử dụng của will và going to, be going to. And the last one, this means practice and exercises. Đó là phần bài tập áp dụng. Okay, now everybody look at the board. You will see a photo. Nhìn vào bức tranh các em sẽ thấy một bức tranh nhé. Nhìn vào bảng các em sẽ thấy một bức tranh. So tell me, for sale. Cái tấm bảng cạnh nhà bên dưới người ta để chữ for sale là đang rao bán, cần bán. And photo the next house. Các em sẽ nhìn một căn nhà ở bên trên. Dạ. Hay là những căn nhà này đều đang ra bán. Yes. So you say the class will probably move into the new home next week. Dạ. Như vậy căn nhà bên dưới là căn nhà sắp sửa bán. Dạ. Và gia đình class có lẽ thôi sẽ dọn qua căn nhà khác to hơn vào tuần sau chẳng hạn. So will probably move. Các em sử dụng chữ properly trong câu này bởi vì chúng ta cũng chưa biết chắc rằng người ta có dọn nhà đi thật hay là không. Yeah, so we use properly, có lẽ. And now, let's move to the next. Oh yeah, so we will study about sureness about the future. Chúng ta sẽ học về sự chắc chắn ở trong tương lai. Yes, look at the board, everybody. Example, I will finish my homework tonight. Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà của tôi tối nay. I am going to finish my homework tonight. Cô không thích nói câu ở bên trên bằng chữ will thì cô có thể sử dụng câu bên dưới là tôi sắp sửa hoàn tất bài tập ở nhà tối nay. Như vậy các em nhìn thấy cái câu will cộng verb nguyên mẫu và be going to cộng verb nguyên mẫu giống như trong bài số 1 cô đã dạy, đó là dùng để diễn tả ý nghĩa như nhau trong tương lai. Ok. Remember, các em có nhớ không nào? Yes. So, how many percent is it true? Thế bao nhiêu phần trăm nó là đúng? Dạ. Yeah. This is sure. Người này nói cái câu này có nghĩa là người này đảm bảo 100% chắc chắn sẽ hoàn tất và người ta nắm được là bài tập đó cần bao nhiêu thời gian và người ta khẳng định rằng tôi sẽ hoàn tất bài tập này tối nay vào tối nay. Yes. So, will and be going to giống nhau ở điểm đó là điều diễn tả sự chắc chắn. Diễn tả một sự thật. Ok. Remember? And now look at the second pair of example. Nhìn vào cặp ví dụ thứ hai. Josh will probably finish his homework. Thằng Josh có lẽ nó sẽ hoàn tất bài tập ở nhà tối nay của nó. Josh is probably going to finish his homework. Và câu thứ hai, cái cặp câu lúc nãy là một người nào đó nói là chủ ngữ là ai? Tôi sẽ hoàn tất bài tập. Còn mình dự đoán là có lẽ thôi, nó sẽ hoàn tất bài tập của nó. Như vậy các em chỉ cần thay đổi thêm chữ properly. Properly is trạng từ vào trong câu thì cô sẽ tăng hay là giảm cái sự chắc chắn trong tương lai. Josh sẽ hoàn tất bài tập và Josh có lẽ sẽ hoàn tất. Như vậy chỉ cần thêm chữ có lẽ. Yeah, you will see
The sureness, thế còn sự chắc chắn, how many percent is true? You say only 90%, chỉ khoảng 90% là sự thật. Tại mình không có dám chắc, nó có lẽ mà. It means decrease the sureness, có nghĩa là chúng ta đang giảm đi sự chắc chắn chứ không phải là tăng lên. Như vậy thêm trạng từ probably vào trong thì tương lai thì sự chắc chắn trong tương lai của thì đó à, của cái câu nói lời nói đó sẽ bị giảm đi. Okay, so you can call this a, đặt chữ probably nằm đâu? Probably các em sẽ đặt đằng sau modal verb. Modal verb is mean động từ khiếm khuyết, chính là động từ chỉ à, tình thái, đó là chữ will. Như vậy probably là trạng từ, các em sẽ đặt sau will, đặt sau động từ to be is và đặt trước động từ nguyên mẫu. Dạ, modal verb à, probably còn có thể đặt ở đằng sau động từ to be và trước going to. Okay, and now look at the next example C. Josh probably won't finish his homework. Josh probably isn't going to finish his homework. Josh có lẽ không hoàn tất bài tập ở nhà. Josh sẽ không, có lẽ sẽ không hoàn tất bài tập ở nhà. Như vậy, các em nhìn thấy hai câu này đó là negative. Câu này là câu phủ định, nhưng mà cũng chưa chắc lắm. Có lẽ không, mình dự đoán là có lẽ không. Như vậy, chữ probably là trạng từ, lúc này vị trí của nó sẽ nằm ở đâu? You will see. Yes. Probably sẽ nằm trước modal verb and probably sẽ nằm trước động từ to be nếu như nó là negative, nếu nó là câu phủ định. Câu nói lại, chữ probably là trạng từ, khi đặt trong câu phủ định thì sẽ đặt trước chữ will và will not và đặt trước chữ isn't hay là aren't, đặt trước động từ to be. Ok, còn nếu mà là câu khẳng định thì nó probably sẽ nằm sau chữ will, probably sẽ nằm sau động từ to be is và nằm trước going to. Ok, now example D. Lee may quit his job. Cô Lee có lẽ từ bỏ, hay là Lee có lẽ, Lee là con trai nha, có lẽ từ bỏ công việc của anh ta. And the next, Lee may not quit his job. Nhưng mà Lee cũng có thể không bỏ công việc của ông ta. Khi các em thấy lúc nãy là chúng ta dùng will be going to, các em sẽ dùng trạng từ là probably, có thể dùng trong khẳng định và phủ định. Nhưng không trong câu này, cô không dùng will, cô không dùng going to nữa, mà cô dùng chữ may. May is an adverb, cũng là một trạng từ dùng để làm giảm sự chắc chắn trong tương lai. May cộng liền với động từ. Yes. And may not. May not có lẽ không. So how many percent is it true? Thế sự thật của nó là sự chắc chắn trong tương lai sẽ tăng hay là giảm các em? How many percent? Yeah, only 50% is sure. Chỉ có 50% là chắc chắn. Ok, có lẽ may có thể bỏ việc và có thể không bỏ việc. Cô không sure lắm. Ok, so you look at the photo and you will see. Nhìn vào bức tranh các em sẽ thấy, what is he doing? Anh chàng này đang làm gì đây? Dạ, yeah, he is breaking the computer. Dạ, yeah, anh ta đang đập cái máy vi tính. Because this is his work. Bởi vì nó liên quan đến công việc hàng ngày của ông ta. Ok, and it's very stressful or tired. Bởi vì công việc này quá mệt mỏi và áp lực. Do đó có thể là anh ta muốn bỏ việc, nhưng mà cũng có lẽ là không. Yes, okay. So speaker is guessing. Vậy người nói câu này có lẽ đang dự đoán, phải không? Yes. Nhìn thấy hành động của anh này đang đập cái máy vi tính, cô đứng bên ngoài, cô nói Lee có thể bỏ việc của anh ta, và Lee có lẽ không. Biết đâu anh đập cái máy vi tính này để mua cái máy vi tính khác để làm việc, hoặc là đập để mà nghỉ việc luôn. Thì cô chỉ là ở 50% mà thôi. Ok, 50% is sure. Now, example E. Maybe Lee will quit his job and maybe he won't. Và bây giờ các em sẽ nhìn thấy cấu trúc đó là maybe. Cô đang dùng một trạng từ liên từ maybe. Yeah, maybe cô đang đặt ở đầu câu. Và các em nhìn thấy maybe cô đang viết liền lại với nhau. Có lẽ Lee sẽ từ bỏ việc. Như vậy maybe, đằng sau maybe sẽ là một mệnh đề. Lee is a subject.
will which verb, his job. Okay, or you can give example, maybe he won't, nhưng có lẽ anh ta sẽ không. Như vậy, maybe sẽ đặt đằng trước một mệnh đề. Maybe Lee is going to quit his job. Và maybe cũng có thể sử dụng đối với be going to và cũng đặt trước mệnh đề, đặt trước chủ ngữ luôn các em. And maybe he isn't, mà cũng có lẽ anh ta không. Như vậy các em sẽ thấy sự khác biệt của may and maybe. May đóng vai trò là trạng từ, năm sau will, yes, năm sau is, yeah, nhưng mà maybe sẽ nằm đằng trước mệnh đề. Ok, now look at the board, you will see again. Yes, so I will have the summary for you. Và cô có bản tóm tắt cho các em như thế này. Maybe sẽ như thế nào đây? Maybe sẽ cộng chủ ngữ cộng với will. Maybe cộng chủ ngữ cộng với be going to. Nhưng mà may thì chỉ có thể cộng verb mà thôi, the same meaning. Và những cấu trúc này cùng một ý nghĩa là diễn tả sự không chắc chắn ở trong tương lai. Ok? Yes. Now, let's practice, because practice is perfect. Hãy luyện tập, bởi vì luyện tập là sự hoàn hảo, phải không? How sure? Yeah, các em hãy kiểm định coi câu này bao nhiêu phần trăm, 100%, 90% or 50%, everybody? Yes. Look at the photo, you will see, I will roughly finish my homework. Tôi sẽ có lẽ hoàn tất công việc của tôi. According to you, how many percent? 100%, 90% or 50%? Everybody? The answer? Yes, you choose 90%. Because of roughly. Do có chữ roughly nhét vào sau chữ will và trước động từ nguyên mẫu. Do đó cái độ chắc chắn của câu này đã giảm xuống. Tôi sẽ có lẽ hoàn tất bài tập. Nhưng biết đâu lúc đó ai rủ đi chơi, hoặc là do lúc đó mệt quá ngủ không làm bài thì sao? Yeah, so only 90% because of roughly. Do chữ roughly. The next. Everybody, look at the board. How sure? Yeah. Look at the photo. You will see she will make salad for dinner. Nhìn vào bức tranh các em thấy rất là nhiều loại rau, củ quả. Cucumber, dưa leo, tomato, cà chua, lettuce. Rau, diếp. Ok. So, she will make salad for dinner. Cô ta sẽ làm món rau trộn cho buổi ăn tối. So, tell me how many percent? 100%? 90% or 50%? The answer? You choose? Yeah, 100%. Các em chọn đáp án đó là 100%. Phần trăm. Lý do là mình đã thấy nguyên vật liệu sẵn hết rồi, và trong câu không hề có chữ properly, cô ta sẽ chắc chắn làm chuyện đó. So 100% is true. And the next, everybody, look at the board. How sure? Yes. 100%, 90% or 50% for this assessment. Maybe it will be sunny again tomorrow. Có lẽ trời sẽ mưa, sẽ nắng một lần nữa vào ngày mai. Ngày hôm nay nhìn thấy ông mặt trời nắng, cô dự đoán, cô nói có lẽ ngày mai trời sẽ nắng một lần nữa. So tell me, 100% or 50% or 90%? Theo các em thì sự chắc chắn của cô là bao nhiêu phần trăm? How sure? The answer? Yeah, 50%, because of maybe. Và cái độ chắc chắn của cô chỉ còn 50%, lý do có chữ maybe. Yeah, nó làm giảm cái độ chắc chắn. Lấy điều gì đảm bảo rằng câu dự đoán của cô là đúng? Yes, okay. So you choose 50%. Is it clear? And now, let's go to the next part. Chúng ta sẽ đi đến phần kế tiếp nhé. Đó là phần trọng tâm của ngày hôm nay. The difference between will and going to. So first of all, I would like to invite you to look at the photo. They are going to be friends forever. Bọn họ sẽ làm bạn mãi mãi. Nhìn vào bức tranh, các em sẽ thấy rằng two little girls, hai cô gái nhỏ, yes, with two heart, với hai quả tim, yeah, and they are very close, close knit, và họ rất là gần gũi với nhau. So you can say they are going to be friends forever. Vì cái biểu hiện rất thân thiện và vì mấy quả tim, giờ đó chúng ta mới nói rằng họ sẽ làm bạn mãi mãi với nhau. So you use
be going to. Vậy trong câu này các em sử dụng be going to bởi vì các em đã có chứng cứ rõ ràng đó là cử chỉ thân thiện của hai cô gái này. Ok, and now, the next. We will go to, be going to, vice versa, what will. Chúng ta sẽ học sự khác biệt giữa be going to và chữ will nhé. Now, look at example. You are going to enjoy this great meal. À, bạn sắp sửa thưởng thức cái bữa ăn thịnh soạn rồi đó. Ok. Example B. You will enjoy this great meal. Các em thấy có sự khác biệt giữa hai câu này không? Bạn sẽ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. So, the first example you use are going to. The second you use will. Ví dụ thứ nhất cô dùng are going to và ví dụ thứ hai cô dùng chữ will. Why? Yeah. Are going to and will the same meaning? Hai câu này cùng một ý nghĩa phải không? Yes. Đó là sự giống nhau của be going to và will. But now, look at more example. I made this food because we are going to have a party. Tôi đã chuẩn bị món ăn này nè, cô dùng thì quá khứ nha. Tôi đã chuẩn bị món ăn này bởi vì tôi sắp sửa có tiệc. Nha. Yeah. Như các em sẽ nhìn thấy manh mối đó là vì sắp sửa có tiệc, do đó tôi mới chuẩn bị món ăn này. Và tôi đã chuẩn bị món ăn này rồi, chắc ăn là tôi sẽ dùng những món ăn này cho bữa tiệc. Do đó cô sẽ dùng là be going to. So tell me, is this a revision or is this a writer plan? Vậy cho cô biết đây là một dự đoán trong tương lai của cô hay là một cái kế hoạch đã được lập trước của cô? Dạ, yeah. The answer is writer plan. Chính là kế hoạch của cô lên từ trước. Bởi vì cô sắp sửa cô mới chuẩn bị cái món ăn. Và manh mối của cô đó là cô đã chuẩn bị món ăn rồi. Do đó cái độ phần trăm chắc chắn kế hoạch dự trước của cô là chuẩn bị buổi tiệc. So, you use be going to. Vậy be going to các em dùng để diễn tả một kế hoạch đã lên từ trước. Ok. Now, be going to and will. Vậy sự khác biệt nằm ở chỗ nào giữa be going to và will? Yes, you don't use will in this case. Và các em không sử dụng chữ will trong cái ví dụ này được. Tôi đã chuẩn bị món ăn. I made this food. Tại sao vậy? Because I will have a party. Is it wrong? Khi các em dùng câu đó là sai liền. Các em chỉ có thể dùng là we are going to. So, look at this, you will say be going to is expressing prior plan. Vì vậy chúng ta rút ra kết luận be going to dùng để diễn tả một kế hoạch đã được lên từ trước, có chứng cứ rõ ràng bởi vì nhìn thấy món ăn của cô. Do đó cô nói chúng tôi sắp sửa tổ chức tiệc. Ok, chúng ta không dùng will cho kế hoạch đã lập trước. The next example D. I will help you to wash the dishes. Vậy sao khi các em ăn xong rồi, các em thấy chủ nhà là cô nè, đang rửa chén, và các em mới đứng sau lưng cô và em nói thì tôi sẽ rửa chén, chén bát cho cô. So tell me, this is your plan or your instant decision? Vậy theo mấy em, đây là kế hoạch đã được lên trước của em hay là mới vừa quyết định tức thời của em? Ok, so you see, we'll have. How? Vậy câu này cô lại dùng chữ will, cô không dùng be going to. Tại sao đây? Because, yeah, in this case, this is instant decision. Bởi vì trong trường hợp này đó là instant moment decision. Bởi vì đây là quyết định tức thời, ngay phút giây tức thời. Yeah, instant moment decision. You see this? Yeah. Do you understand? Moment decision hoặc là instant moment decision. Đây là quyết định. Và thấy chủ nhà rửa chén bát cực quá, em mới vừa quyết định là I will have you wash the dishes. Như vậy đây là diễn tả một cái sự quyết định tức thời hay là một sự hứa hẹn mà thôi. Ok. Vậy sự khác biệt gì giữa be going to và will? Be going to dùng để diễn tả write a plan, một kế hoạch đã lên từ trước, có chứng cứ rõ ràng. Trong khi will dùng để diễn tả instant decision, quyết định mới vừa đưa ra. Yes, cũng có thể là một lời ngỏ ý. Now let's practice. Chúng ta cùng luyện tập nhé. Ok, so tell me, you use will or be going to in this sentence, everybody. Look at the photo. If you like a toy, nếu bạn thích một món đồ chơi, I blah 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 buy it for you.
Tôi sẽ mua cho bạn. So tell me, this is a right or plan, một kế hoạch đã lên từ trước, or instant decision, hay là một quyết định tức thời? The answer, you just be going to a will. Yes, you choose will. Câu trả lời của các em là chọn chữ will because this is instant decision or a promise or an offer. Bởi vì đây là một quyết định tức thời hoặc là một lời hứa hẹn, một lời ngỏ ý. Nếu bạn thích món đồ chơi thì tôi sẽ mua. Đây là lời nói của một người mẹ. Phải không các em? Yes or no? Người mẹ với đứa con. No, đây là hai người bạn đang đi dạo chơi mà thôi. And the next, everybody. Look at the next, everybody. So, look at the photo. Yes. I, blah, 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 go to college in England. Tôi, cái gì đó, đi học cao đẳng ở nước Anh. So, tell me, which one do you use? Be going to or will? Trong trường hợp này, các em sử dụng be going to or will các em? Hai người bạn đang trò chuyện nè, và một trong hai người bạn trả lời, nói rằng, tôi đi học cao đẳng ở bên England. So, tell me, write a plan, một kế hoạch ra từ trước, or instant decision, hay là quyết định tức thời. The answer, you should write a plan. I am going to go to college in England. Yes. Đây là diễn tả kế hoạch đã lên từ trước rồi. Và cậu bé này muốn tâm sự với người bạn mình trước khi lên đường đi du học bên Anh Quốc. Okay. And now, look at the board, everybody. Let's practice. You will see. Yeah, you will see what? Sunset. Các em sẽ nhìn thấy mặt trời lặn, còn gọi là hoàng hôn. So tell me, be going to or will? Các em sử dụng be going to hay là will trong trường hợp này? The answer is, is going to be another beautiful sunset. Oh yeah. It will be another beautiful sunset. Oh yeah. So in this case, you can use both. Trong trường hợp này, các em đều có thể sử dụng được hai cấu trúc be going to và will. Sẽ có một buổi hoàng hôn đẹp khác. Cô nhìn thấy buổi hoàng hôn rất là đẹp, màu vàng. Thì cô dự đoán ngày mai chắc trời cũng đẹp như thế này. Nhưng mà chưa chắc, biết đâu ngày mai lại trời thời tiết lại thay đổi. Như vậy các em có thể dùng cấu trúc be going to. Và cũng có thể dùng cấu trúc will. Phải lý do will và be going to giống nhau, đều là diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai. Ok? Now, let's go to the exercise. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần làm bài tập áp dụng. Use be going to or will to complete the sentences. Các em hãy sử dụng cấu trúc be going to hoặc là will để hoàn tất những câu sau đây. Và các em phải nhớ lại nha. Be going to là dùng để diễn tả, write a plan, kế hoạch đã lên từ trước. Còn will dùng để diễn tả instant decision. So look at this. Now number one, this letter is in French and I don't speak a word of French. Can you help me? Những cái từ này, những cái từ này bằng tiếng Pháp mà tôi thì không nói một từ tiếng Pháp nào được. Bạn có thể giúp tôi được không? The answer sure. Câu trả lời là sure, chắc rồi. I translate blah 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 for you. Tôi sẽ dịch cho bạn. Now number two, do you want to go shopping with me? Cậu có muốn đi mua sắm với mình không? I go blah 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 to the shopping mall downtown. Tôi sắp sửa đi xuống là cái khu mua sắm thương mại dưới phố nè. Người trả lời, of course. What time do you want to go? Dĩ nhiên. Thế mấy giờ cậu muốn đi? Number three, this light doesn't work. Cái bóng đèn này nó không có hoạt động, có nghĩa là không có thắp sáng được. The bulb is probably burnt out. Yes, cái sợi dây tóc có lẽ đã bị cháy rồi. Where are the new light bulbs? Thế mấy cái bóng đèn dây tóc để đâu nè? Người khác trả lời, I get one for you. Để tôi lấy một cái cho anh. So tell me, number one, you use will or be going to? The answer, you use will strongly. Yeah, các em sử dụng chữ will. Lý do trong trường hợp này là bởi vì cái người kia, người ta không nói rằng người ta không biết tiếng Pháp, bằng chữ này tiếng Pháp, em mới đưa ra quyết định tức thời là em ngỏ ý, em giúp người ta. So you use will. And then next number two, the answer, you use I'm going to because this is your right plan. Đây là kế hoạch đã lên từ trước của em. Em sắp sửa đi xuống khu thương mại mua sắm á, do đó em mới rủ rê người khác. Yes, em đã lên kế hoạch từ trước. Mà lên kế hoạch trước em dùng be going to. And then next number three,
Yes, I will get for you. Bởi vì một người bạn than phiền rằng bóng đèn dây tóc phát sáng không được, cho đó người kia mới quyết định tức thời ngỏ ý là giúp đỡ. So you use will for instant decision. Is it clear? Now, let's move to number 4, number 5, and number 6. Everybody, number 4. Why do you have an eraser in your hand? Eraser, you know eraser, cục gom. Eraser còn có nghĩa là cái đồ lau bảng. Yes. Tại sao, người thứ nhất hỏi nè, tại sao bạn lại cầm cái đồ lau bảng trong tay bạn vậy? Thì người trả lời đó là I erase the board. Erases mean lau bảng, làm sạch. À, tôi sắp sửa lau bảng. Number 2, who want to erase the board? Are there any volunteer? Bạn, cuộc đàm thoại số 5 nó khác cuộc đàm thoại số 4 ở chỗ là câu hỏi này nè. Ai muốn lau bảng? Có ai xung phong không? Volunteer là xung phong. Thì hai ba người trả lời I do it. Tôi sẽ làm nó. Thì theo các em đó là will hay là be going to. The next, number 6. I enrolled in the community college next spring. Community college là trường cao đẳng cộng đồng. Enroll là động từ đăng ký. Tôi sẽ đăng ký vào trường cao đẳng cộng đồng vào mùa xuân tới. Thì cái người bạn nghe vậy mới nói, thiệt vậy I didn't know you wanted to go back to school. Tôi có bao giờ nghe cậu là muốn quay trở lại trường học đâu. Thì cái người bạn trả lời, I need to sharpen my skill so I can get a better job. Sharpen có nghĩa là làm sắc bén. Vậy sharpen mà đi với my skill có nghĩa là học thêm kỹ năng, trau dồi kỹ năng. Mình muốn quay trở trường học á, trở lại trường học là do mình cần trau dồi kỹ năng cho nó sắc bén hơn để mình tìm công việc tốt hơn. I take a course in words processing. Và cái chương trình mà tôi sắp sửa học đó là tôi tham gia khóa học word processing. Okay. So tell me, number 4, you should what everybody? The answer, I'm going to erase. Trong trường hợp này các em đã cầm đồ lau bảng trong tay rồi. Em đã lên kế hoạch lau bảng rồi, người ta mới hỏi em làm gì, em mới trả lời là em sắp sửa lau bảng. So you use be going to erase. And the next, number 5, the answer, I will do. Đây là câu hỏi của cô giáo, có ai xung phong lau bảng không? Yes, thì học trò trả lời, để con làm. Như vậy rõ ràng là do cô giáo mới hỏi, học trò mới quyết định tức thời và hứa hẹn. So you choose will. The next, number 6, I'm going to enroll. Tôi sắp sửa đăng ký vào trường cao đẳng cộng đồng. Như vậy ở đây là kế hoạch của một người nào đó đã lên rồi, chuẩn bị tiền rồi để mùa xuân đi học. You use be going to. Oh yeah. And the last one, I am going to take a course. Yeah, anh chàng này cũng đã lên kế hoạch cho mình tham gia một cái khóa tập huấn đó là word processing. Yes. Do you understand everybody? Now, let's move to the next, what is this? Yes, center number 7, center number 8, center number 9, and number 10. Everybody, look at the board. Who turned off the air conditioner? Trời ơi, lạnh quá, ai mở máy lạnh lên vậy? It's really cold in here. Ở trong phòng này lạnh quá. Đó là người thứ nhất, người ta nói như vậy. Người thứ hai trả lời, I make blah 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 cup, you a cup of coffee. Để tôi đi pha cho anh ly cà phê uống cho nó ấm á. Yes. So tell me, be going to a will. The next, number 8. Oh no, I spilled coffee on my shirt. Ôi trời ơi, tôi làm đổ cà phê lên áo của tôi rồi. Thì người thứ hai trả lời, just a minute, chờ một phút đi. I get blah 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 a damp cloth for you. Để mình đi lấy cái nùi giải ướt cho bạn để bạn lau nhé. Damp cloth là miếng giải ướt. The next, number 9. What do you want to be when you grow up? Người bạn hỏi nè, bạn muốn làm nghề gì khi mà bạn lớn lên? Người kia trả lời, I be blah 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 an astronaut. Mình muốn trở thành một phi hành gia. Astronaut là phi hành gia. Okay, and number 10. Do you mind if I turn the television off? Anh có cảm phiền không? Hay là bạn có cảm phiền không nếu như mình tắt TV đi? I place blah 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 a long distance call. Mình sắp sửa gọi một cú điện thoại đường dài. And it's hard to hear if the television is on. Và thật là khó nghe điện thoại á, nếu như mà TV cứ để mở lớn như vậy. Người kia trả lời, no, that's fine. Không sao đâu, tắt đi, ổn thôi. Yes,
So tell me number 7, which one do you choose, everybody? Will, make, or is the I am going to make? The answer, you choose will. Và câu trả lời của các em sẽ chọn chữ will because this is an instant decision. Bởi vì đây là một quyết định tức thời. Okay. Number 8. The answer, yes, I will get a damn cloth for you. Và đây cũng là một quyết định tức thời. Lý do nghe người bạn của mình làm đổ cà phê lên áo, mình mới nói, chờ chút xíu nha, để mình đi lấy cái nùi giẻ ướt cho bạn. Okay, so you use will for instant decision. And then next, number 9, the answer, I am going to be an astronaut. Đây là kế hoạch đã lên từ trước. Cái bạn này mơ ước, khao khát trở thành phi hành gia. Do đó bạn hỏi làm nghề gì khi lớn lên, bạn đã có cái kế hoạch, bạn ấp ủ rồi. Thành hay không thành không biết, nhưng mà đây là kế hoạch trước của bạn. Do đó, you use be going to. I am going to be an astronaut. And the last one, yes, I am going to place a long distance call. Yeah, như vậy đây cũng là kế hoạch của một người nào đó lên là gọi điện thoại đường dài, mới đề nghị cái người kia là tắt cái tivi để cho dễ nghe điện thoại. So you use be going to for write a plan. Vì vậy các em sử dụng be going to cho kế hoạch đã lên từ trước. Is it clear, everybody? Cô giảng như vậy có dễ dàng hiểu không nào? Okay, and now this is the end of the unit. Thank you for listening. Goodbye and see you in unit number 3. Bye bye. Hello everyone, welcome to chapter number 3, unit number 3. Chào mừng các em quay trở lại chương số 3 của cô. Và bây giờ đó là bài số 3. Now look at the screen, you will see. Today you will study the time clauses and the if clauses. Chúng ta sẽ học các mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai và mệnh đề if. Okay, so now look at the board. This is the contents of unit. Và hôm nay, nội dung của bài hôm nay chính là number 1, expressing the future in the time clauses. Đó là cách diễn đạt tương lai trong mệnh đề chỉ thời gian. Number 2, if clauses. Đó là mệnh đề if. Như vậy mệnh đề if hôm nay là câu điều kiện, cô sẽ giảng cho các em cái gì nhé. And the last one, this means practice and exercise it. Phần số 3 đó là phần luyện tập và phần bài tập áp dụng. Okay, now everybody look at the board. First of all, I would like to introduce some photos. Bước đầu tiên, cô muốn giới thiệu một số bức tranh cho các bạn. Now, you will see a photo and you will see the statement. Có một cái câu như thế này. Before he gets too confused, he's going to ask a question. You see, confused. Confused is an adjective. Confused là tính từ, có nghĩa là bối rối. Rối rắm. Ok, trước khi anh ta trở nên rối rắm thì anh ta sắp sửa đặt một câu hỏi. Có nghĩa là trước khi anh ta bị rối như tơ vò thì anh ta phải sẽ đi đặt một câu hỏi cho người khác để nhờ người khác giải đáp giùm vấn đề của anh ta. So you will see two clauses. Các em sẽ nhìn thấy có hai mệnh đề. The first clause, before he gets too confused. Mệnh đề thứ nhất là bắt đầu bằng chữ before, trước khi anh ta trở nên rối rắm. Đó là mệnh đề bắt đầu bằng liên từ chỉ thời gian before. Okay. And the second, he's going to ask a question. Anh ta sẽ đi hỏi một câu hỏi dành cho một người nào đó am hiểu hơn anh ta. It means we have two clauses. Chúng ta có hai mệnh đề trong cùng một câu. Okay. Now, let's go on to the next photo. Okay, look at the board. You will see two photos. The first photo, you will see a hat, graduate hat. Hình đầu tiên các em sẽ nhìn thấy một cái nón tốt nghiệp. And the second, get the job you want. Hình thứ hai các em sẽ nhìn thấy dòng chữ, đó là tìm một công việc mà bạn thích hay là bạn muốn. So we have two clauses to make a complex sentence. Vì vậy chúng ta sẽ có hai câu đơn để tạo thành một câu ghép. So like this, as soon as they graduate, they will get a job. Và câu ghép của cô như thế này, ngay khi bọn họ tốt nghiệp, bọn họ sẽ tìm việc làm. And you will see as soon as. Các em sẽ thấy cô đang dùng đó là liên từ chỉ thời gian as soon as để tạo thành một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Ok, and now
Let's go to the main contents, đi đến một nội dung chính trong bài hôm nay. Number one, expressing the future in time clauses. Việc diễn đạt thì tương lai, hay là việc diễn đạt sự việc xảy ra trong tương lai trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Okay, so I will summarize for you. Cô sẽ tóm tắt lại cho các bạn nhé. Example A, as soon as Rose gets here, we can start the meeting. Ngay khi Rose có mặt ở đây thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp. And you will see the first clause. Các em sẽ nhìn thấy cái mệnh đề thứ nhất, as soon as Rose gets here. You call this a future time clause. Các em gọi đây là mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai. And the second example B, we can start as soon as Rose gets here. Ví dụ B, cô đảo ngược lại cái vị trí. Chúng tôi, theo chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp ngay khi Rose đến đây. So you will see future time clause. Và bây giờ các em thấy vị trí của mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai đã được đặt ở phía sau mệnh đề chính. Okay. Now I will have the conclusion for you. Và cô sẽ có kết luận cho các em. Before, after, when, as soon as, until and why. Sau các liên từ chỉ thời gian này, các em sẽ cộng cho cô một mệnh đề. Và mệnh đề thì luôn luôn phải có chủ ngữ và có động từ. Ngoài ra còn có tân ngữ. Thì các em tạo thành được a time clause, một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Như vậy những ý nghĩa của các liên từ chỉ thời gian này là gì? Before, it means trước. After, sau khi, hay sau đó, sau. When, khi, as soon as, ngay khi. Until, cho đến khi. Why, trong khi. Như vậy các em thấy những cái liên từ này, các em đặt trước một mệnh đề thì mệnh đề đó sẽ được gọi là mệnh đề thời gian. Và trong bài của chúng ta, mệnh đề thời gian này nằm hàm ý là ở trong thời tương lai. Ok? Now, let's go to the next. For example, see, before I go to bed, I'm going to take a bath. Cô cho ví dụ kế tiếp cho các em, đó là ví dụ C. Trước khi tôi đi ngủ thì tôi đã đi tắm. Ok, vậy các em thấy mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian của cô ở đây đó là bắt đầu bằng chữ before. And the second, you will see D. I'm going to take a bath. Tôi sắp sửa đi tắm nè, cái người đã nói như vậy. After I take a bath, I'm going to go to bed. Nhưng mà sau khi tôi đi tắm xong, tôi sẽ đi ngủ. And you will see take. Và trong mệnh đề của cô đã dùng động từ là go và take. Go, this is simple present. Động từ go của cô đang là hiện tại đơn. Chữ take của cô cũng là hiện tại đơn. Now, example E. She called him when she hears Tom. You see? Yeah. Cô ta sẽ gọi anh ta khi cô ta có thời gian. Và chữ hears trong trường hợp này cũng là simple present hiện tại đơn chia với chủ ngữ là ngôi thứ ba suất là she. Do đó chữ have phải chuyển thành là has. Ok? So, các em sẽ có kết luận như thế này. Future time clauses, you should use simple future. Yes, trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta luôn luôn dùng thì hiện tại đơn. Nhìn lại các ví dụ một lần nữa các em. Ví dụ C, go, hiện tại đơn. Ví dụ B, D, take, hiện tại đơn. Ví dụ E, has, hiện tại đơn. Như vậy, các em phải nắm một nguyên tắc. Đó là trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta luôn luôn dùng thì hiện tại đơn. Ok? And now, let's go up. Example, more example for you. Cô sẽ cung cấp thêm một số ví dụ. F, as soon as I graduate, I'm going to get a job. Ngay khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ đi tìm việc làm. Như vậy các em thấy trong câu này, mệnh đề trạng ngữ của cô bắt đầu bằng chữ as soon as và động từ của cô là graduate, vẫn là hiện tại đơn, tốt nghiệp. And then S, G, I'll study every day until I graduate. So you see, graduate. Và trong mệnh đề trạng ngữ của cô bắt đầu bằng chữ until cho đến khi, cô vẫn dùng động từ hiện tại đơn là graduate. Câu này có nghĩa rằng tôi sẽ học mỗi ngày cho đến lúc nào tôi tốt nghiệp.
Như vậy, cái người mà nói câu này rất là cần cù và siêng năng. Anh ta nói rằng anh ta sẽ học mỗi ngày, chừng nào tốt nghiệp cho đến khi nào tốt nghiệp anh ta mới ngưng lại. Như vậy mệnh đề của cô bắt đầu bằng until. Vậy mệnh đề đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chỉ luôn luôn dùng hiện tại đơn. Đó là động từ graduate. Now, example H. Cô cho các em thêm một ví dụ. Why I'm in school? I'll study. Dạ, you will see. Trong câu của cô đó là mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng chữ why, trong khi. Trong khi tôi còn học ở trong trường thì tôi sẽ học. Như vậy cái người nói câu này rất là có trách nhiệm với bản thân cũng như gia đình mình. Lúc nào mà tôi còn ở trong trường là tôi sẽ học. Còn trường nào mà nghỉ học rồi thì tôi mới đi tìm việc làm. So you see, I'm. Vậy các em sẽ nhìn thấy động từ am của cô được viết tắt. It means simple present, vẫn là hiện tại đơn. Như vậy, chúng ta sẽ rút ra kết luận một lần nữa. Đó là future time clause, you always use simple present. Đối với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở trong tương lai, chúng ta sẽ luôn luôn dùng thì hiện tại đơn. Và những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng before, after, until, as soon as, when, why. Remember? Okay. And now, I will give you more example to make a comparison. Và cô sẽ cung cấp cho các em thêm một số ví dụ để làm sự so sánh những điều cô mới vừa nói. Now look at the board, you will see incorrect sentence. Các em sẽ nhìn thấy một câu sai. As soon as I will graduate, I'm going to get a job. Ngay khi tôi sẽ tốt nghiệp, tôi sẽ đi tìm việc làm. Các em nghe cô dịch, các em đã thấy nó bị chổi cái lỗ tai phải không? Ngay khi tôi sẽ tốt nghiệp. No. So, will. Will trong trường hợp này, this is wrong. Nó bị dư rồi. Ngay khi tôi tốt nghiệp, tôi mới sẽ đi tìm việc làm. Như vậy, tốt nghiệp là chưa có tốt nghiệp mà các em sẽ dùng sẽ sao? Ngay khi tôi tốt nghiệp, it means simple present. So, I will change this into the correct sentence. Vì vậy, cô sẽ đổi câu này thành câu đúng như thế này. As soon as I graduate, I'm going to get a job. Okay. As soon as. Như vậy, as soon as bắt đầu bằng bắt đầu một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai. So, you use graduate hiện tại đơn. And now, look at the next example. Incorrect sentence. Nhìn vào ví dụ kế tiếp các em. Until I'm going to graduate, I'm going to study every day. So, what does it mean? Cho đến khi nào tôi sẽ tốt nghiệp, tôi sẽ học mỗi ngày. Is it true or false? Câu này đúng hay sai? The answer, this is false. Và câu trả lời của cô chính là sai. Bởi vì như cô đã nói, nguyên tắc không được dùng thì nào khác trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai, chỉ được dùng hiện tại đơn mà thôi. So you say I'm going là I'm going to là bị dư. Do đó câu này các em sẽ chuyển thành until I graduate, I'm going to study every day. Cho đến khi nào tôi tốt nghiệp thì tôi sẽ học mỗi ngày. Ý anh này nói rằng tôi học, sẽ học mỗi ngày, chừng nào tốt nghiệp thì tôi mới ngừng học. Ok, so until I graduate là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và các em dùng simple present. Ok, và các em dùng hiện tại đơn. Yes. Is it clear for you? No. Yes. So I have the conclusion for you. Và cô có một kết luận cho các em. Will be going to. Các em có được quyền sử dụng trong future time clauses hay là không? Yes or no? The answer you say no. Như vậy rút ra kết luận, chữ will và be going to có nghĩa là tương lai gần. Các em không dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, mà mệnh đề chỉ trạng ngữ chỉ thời gian chỉ dùng hiện tại đơn mà thôi. And now let's practice. Và bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập nhé. Now look at the board, everybody. Now look at the photo and you will see the segment like that. You may ask a question after you will raise your hand. Yeah, raise your hand là giơ tay lên. Bạn có thể đặt được câu hỏi sau khi bạn giơ tay bạn lên. So, tell me, is it true or false? Câu này đúng hay sai, các em cần sửa gì không? Yeah, true or false? The answer? Again, look at the sentence again. You may ask a question after you will raise your hand. True or false? The answer? This is false.
Câu này sẽ là sai và các em sẽ sửa lại là đúng như thế này. You may ask a question after you raise your hand. Yeah, như vậy các em sẽ thấy mệnh đề trạng ngữ của cô chính là từ bắt đầu từ chữ after đi. After you raise your hand. Simple present, chữ raise cô đang dùng hiện tại đơn. Trong khi cái câu ban đầu người ta cho như thế này. Now, you will raise your hand. So will raise is wrong. Okay. Yes, and this sentence like this. Bạn có thể đặt câu hỏi sau khi bạn giơ tay bạn lên. Okay. And now, let's practice more. Before you leave for school, I'm going to kiss you. Yeah. Câu này là lời nói của của ai các em? À, trước khi mà bạn đi học thì tôi sắp sửa tặng bạn một nụ hôn đây. Dạ, có thể đây là lời nói của hai chị em thân, cũng có thể là của mẹ và con. Ok, so true or false? Vậy câu này sai hả đúng các em? Đúng hay sai? Before you leave for school, I'm going to kiss you. You see? True. Yes. Yes, lại là câu chính xác. Trước khi bạn đi học hay là trước khi con đi học thì mẹ sẽ tặng cho con một nụ hôn. Như vậy các em thấy trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai của cô chính là before you leave for school. Và chữ leave ở đây đang dùng simple present hiện tại đơn. So this is true. And now, let's go on. Photo number 3, everybody. Please put in the verb in the blanks of the sentence. Vui lòng điền động từ vào chỗ trống giúp cho cô. After the crash blah 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 of next week, she blah 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 better. Các em nhìn thấy bức tranh cô gái này đang bị bó bột. So the crash có nghĩa là băng bó bột. What does it mean? Các em điền động từ không và feel. Sau khi cái bó bột này được tháo ra vào tuần tới hoặc tách rời ra tuần tới, cô ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ok, so tell me come and feel. The answer like this. Ok, after the crash comes, you use simple present. Các em dùng hiện tại đơn, chữ come ở cái vị trí này lý do mệnh đề này bắt đầu bằng chữ after, có nghĩa là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, luôn luôn dùng hiện tại đơn. Và chữ the crash đó là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, và đó chữ come của cô phải thêm s. And you, she will feel better. Đây là mệnh đề chính. Và trong mệnh đề chính các em dùng tương lai đường hoặc là be going to. Ok. Now, I would like to introduce the next part of today. Cô muốn giới thiệu phần kế tiếp trong bài hôm nay. Now look at the photo, everybody. The first person say, người thứ nhất nói như thế này. What will you do if it snows tomorrow, daddy? Yeah. Now look at the photo, you will see a lot of snow. Nhìn vào bức tranh các em thấy rất nhiều tuyết phải không? Thì đứa bé mới hỏi nè. Ba ơi, daddy, ba ơi. Chúng ta sẽ làm gì? What will we do? Đó, là chúng ta sẽ làm gì nếu như ngày mai trời đổ tuyết? If it snows tomorrow. The dad say, và người ba trả lời như thế này. Well, we will stay at home. Chúng ta sẽ ở nhà. So look at the photo, you will see a father what for children. Người ba và bốn đứa con, và ông trả lời nếu trời đổ tuyết vào ngày mai, chúng ta sẽ ở nhà. Yes, so tell me what do I want to introduce you here? Theo các em thì cô đang muốn giới thiệu cho các em dạng bài tập gì? Hay là dạng lý thuyết gì? Yeah, this is if. Cô đang muốn giới thiệu if dùng với will, với tương lai. Okay, and now, the next photo, everybody. The first person say, how about a sunny day? Những đứa con này vẫn không tha cho bố mình. Trời đổ tuyết thì chúng ta ở nhà, vậy còn trời đầy nắng thì sao? How about a sunny day? Người con hỏi tiếp đó. Thì mấy em coi người cha sẽ trả lời như thế nào. Yeah, it's easy. Người ba rất là hiểu ý của con mình. It's easy, dễ thôi. We will go to the beach if it's sunny tomorrow. Và người ba trả lời rất là dễ thương nè. Chúng ta sẽ đi đến bãi tắm nếu như trời có nắng chói chang vào ngày mai. So if it's sunny tomorrow. Như vậy
cô vừa cho các em hai cái ví dụ về cách sử dụng mà the if có liên quan đến will trong tương lai. Ok, and now we will study if clause. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mệnh đề if clause có liên quan đến thì tương lai nhé. Yeah, now look at example again. If it snows tomorrow, we will stay at home. B, we will go to the beach if it's sunny tomorrow. Cô mời các em nhìn hai cái ví dụ lúc nãy một lần nữa. And you will see if, trong mệnh đề if, các em dùng simple present snows. Và chữ snow các em thêm S, lý do chủ ngữ là chữ it, ngồi thứ ba số it. And then S, you say it is sunny. Và động từ to be trong trường hợp này cũng dùng là simple present, it is. So, do you have conclusion like this? Và các em có kết luận như thế này. Mệnh đề if đã được cấu thành từ if cộng với một mệnh đề. Và một mệnh đề sẽ bắt đầu bằng một chủ ngữ và động từ hoặc là có object, sẽ tạo ra được là an if clause, tạo ra một mệnh đề if. Do you understand? Yeah. Và trong chương này cô chỉ muốn nói đến mệnh đề if dạng một mà thôi, tại lý do chúng ta đang học về tương lai will. Như vậy cô sẽ nói về mệnh đề if dạng một. And next, everybody look at the board, you will see two pair of example. Các em sẽ nhìn thấy hai cặp câu ví dụ. The first pair, cặp thứ nhất, incorrect and correct, có câu đúng và câu sai. Incorrect: if it will snow tomorrow, we will stay at home. You see, wrong. Will snow, so you change into snow, simple present. If it snow tomorrow, we will stay at home. Vậy các em sẽ rút ra được kết luận trong mệnh đề if chúng ta dùng thì hiện tại đơn. And then next, example number two, incorrect sentence trong câu sai. We will go to the beach if it will be sunny tomorrow. You see, will be, chúng tôi sẽ đi tắm biển hay đi đến bãi biển nếu như trời sẽ nắng vào ngày mai. Is it wrong? You will say like this: we will go to the beach if it is sunny tomorrow. So you have the conclusion like this. Và vì vậy các em sẽ có ví dụ như thế này, hay kết luận như thế này. If lost, you use simple present. Trong mệnh đề if, các em dùng hiện tại đơn. How about will and be going to? Thế còn will và be going to thì làm sao? Yeah, never use will and be going to in if clause. Đừng bao giờ sử dụng will và be going to trong mệnh đề if nhé. Will và be going to sẽ nằm ở trong mệnh đề chính. Ok, now let's practice. Và chúng ta cùng luyện tập để coi lại các bạn hiểu bao nhiêu cái phần lý thuyết cô giảng nhé. Yes, look at the photo. So a man is running fast. Người đàn ông đang chạy rất là nhanh. And how about the clock? Thế còn cái đồng hồ thì sao? Yeah, it's very dark. Là tối thui. It means night, at night, vào buổi tối. So please put the verb in the sentence. Vui lòng đặt động từ phù hợp vào chỗ trống dùng cho cô trong câu này. Và động từ cô cho chính là chữ be. Yes. If I blah 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 late tonight, don't wait for me. Người đàn ông này nói như thế nào đây? Nếu như mà tôi tối nay tôi đến muộn quá thì đừng có đợi tôi. Hoặc là người chồng nói với người vợ, nếu tối nay anh về muộn quá thì đừng có đợi, cứ ngủ đi. Yeah, so tell me, be trong trường hợp này các em chia như thế nào? The answer like this: am or will be. Vậy các em sẽ sử dụng chữ if I am late tonight or if I will be late tonight. Which one do you choose? Am or will be? The answer, you choose am. Và câu trả lời các em sử dụng am because this is if clause and you use simple present. Bởi vì đây là mệnh đề if và các em không được dùng tương lai, chỉ dùng hiện tại đơn mà thôi. You choose am. Is it clear? Okay, let's go. Now, let's practice. Look at the photo. Will you write to me if I blah 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 you my address? So put the suitable form of verb in this blank. Vui lòng đặt cho cô động từ hình thức đúng vào chỗ trống này. Động từ cô cho chính là động từ give. Sau con này nghĩ như thế nào các em? Bạn sẽ viết thư cho mình nếu như mình đưa cho cậu cái địa chỉ của mình chứ. So the answer, tell me.
Give or will give? Vậy bây giờ các em điền chữ give hay là will give? The answer, yes, you choose simple present. Các em chọn hiện tại đơn là give. Yes. Bạn sẽ viết thư cho mình nếu mình đưa cho cậu địa chỉ của mình chứ. Yes. So you use simple present give or in if lost. Các em dùng hiện tại đơn cho mình đi if lost nhé. And now let's practice number three. If there blah 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 a fire. Fire is mean lửa, đám cháy. The alarm will ring. Thì cái chuông báo động nó sẽ reng lên. Nếu có cháy, đám cháy thì chuông báo động sẽ reng lên. Certainly be. In this case you use is or will be. Như vậy động từ be của cô trong trường hợp này các em chia is hay là will be? The answer everybody, is or will be? The answer like this. Okay, you use is. If there is a fire, you use simple present for if lost, the time number one. Yes, các em dùng hiện tại đơn cho mình để if. Đối với mình thì if dạng 1. Okay. Now, let's go on. Yes. This is the time for exercises. Và đây bây giờ tới là phần luyện tập bài tập áp dụng. Now, exercise number 1. Fill in the blanks with a suitable adverbs of time before, after, when, until, as soon as. Mời các em hãy điền vào chỗ trống với các từ trạng từ thích hợp. Trạng từ đó là chữ before trước, after sau, when khi, until mãi cho đến khi, or as soon as ngay sau khi. So number 1 to number 4. Bắt đầu từ câu số 1 đến câu số 4. Like this. Peter is going to leave in half an hour. He will finish on earth his work. Blah blah blah. He leave. What does it mean, everybody? Peter sẽ rời khỏi chỗ này trong vòng nửa tiếng nữa. Anh ta sẽ hoàn tất tất cả công việc của anh ta. .. Anh ta rời khỏi. And number 2, I'm going to eat lunch at 12:30. Tôi sắp sửa ăn trưa vào lúc 12:30. Blah blah blah. I will probably take a nap. Như cái câu này nói sau đây, cái gì đó tôi ăn, ăn trưa đó, thì tôi sẽ có lẽ ngủ một giấc ngủ trưa. The next, number 3, I'll get home around 6, blah, blah, blah. I get home, I will call Sarah. What does it mean in Vietnamese like this? Tôi sẽ về nhà độ khoảng lúc 6 giờ. Cái gì đó, tôi về nhà, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho Sarah. Number 4, I'm going to watch a television program at night, blah, blah, blah. I watch that program, I will write a letter to my parents. What does it mean, everybody? Tôi sắp sửa xem một cái chương trình trên TV vào lúc 9 giờ. Rồi cái gì đó, mấy em cần một liên từ chỗ đó. Tôi xem TV đó, tôi sẽ viết lá thư cho ba mẹ của tôi. So do you have the answer, everybody? Trong lúc cô dịch các em đã có đáp án chưa nào? Number 1, do you use the answer? Yeah, before. Các em chọn đồng chọn liên từ hay trạng từ chỉ thời gian là before. Trong trường hợp này nó là adverb of time nhé. Peter sắp sửa rời khỏi đây trong vòng nửa tiếng nữa. Anh ta sẽ hoàn tất hết công việc của anh ta trước khi anh ta rời khỏi chỗ này. Anh ta là một người có trách nhiệm phải không? And the next, number 2, the answer after. Yes. Tôi sẽ sắp sửa ăn cơm trưa vào lúc 12:30. Sau khi tôi ăn cơm trưa xong, tôi sẽ đi ngủ trưa. And the next, number 3, the answer when. Câu trả lời chính là when. Có lẽ thôi, tôi về nhà độ khoảng 6 giờ. Khi tôi về nhà, mà khi nào tôi về nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho Sarong liền. The next, number 4, everybody, the answer. Yes, you choose before. Các em phải điền vào chỗ trống là liên từ hay là còn gọi là trạng từ chỉ thời gian. Before, I'm going to watch television. Tôi sắp sửa xem chương trình TV vào lúc 9 giờ. Trước khi tôi xem chương trình đó, thì tôi sẽ viết một lá thư cho ba mẹ của tôi. Như vậy trong câu này các em có thể dùng được đáp án là after được hay không? Sau khi tôi xem chương trình đó, tôi sẽ viết thư cho ba mẹ của tôi. Như vậy câu number 4 có thể là giới từ before, có thể là trạng từ chỉ thời gian before hoặc là after. Is it clear? Okay, and now let's go on. Sentence number 5 to number 8. Câu số 5 cho đến câu số 8 nha các em. Gary will come soon. I will wait here, blah, blah, blah. He comes.
Gary sẽ đến đây sớm thôi. Hay là sớm muộn gì Gary cũng sẽ đến. À, tôi sẽ đợi ở đây. Chấm chấm chấm. Anh ta đến. And the next number 6. I'm sure it will stop raining soon. Blah blah blah. The rain stop. I will go to the drugstore to get some medicine. What does it mean, everybody? Number 6. Tôi cam đoan rằng sớm muộn gì trời cũng sẽ ngừng mưa. Chấm 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 chấm. Mưa dừng. Tôi sẽ đi bộ đến tiệm thuốc tây để mua một ít thuốc tây. And the next number 7. Right now, I'm a junior in college. Blah blah blah. I graduate with a BA. I intend to enter graduate school or graduate school and work for an MA. Perhaps I will go for a PhD. Blah blah blah. I get my master degree. What does it mean, everybody? Nguyên câu này có vẻ phức tạp cho các em phải không? Đây là lời tâm sự của một người sinh viên. Ngay bây giờ, tôi đang học năm thứ 3 tại trường cao đẳng. Chấm chấm chấm. Tôi tốt nghiệp với bằng cử nhân. BA là bằng cử nhân. Có nghĩa là các em học xong đại học đó. Có lẽ là tôi dự định, I intend là dự định. Tôi dự định sẽ tham gia vào trường nghiên cứu sinh. Graduate school là trường dành cho những người học sau đại học và làm việc và học tập để lấy được cái bằng thạc sĩ MA. Có lẽ tôi sẽ đi học tiếp để lấy bằng tiến sĩ PhD là bằng tiến sĩ. Chấm 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 chấm. Tôi lấy bằng thạc sĩ. Nghe có vẻ rối nhưng mà khi các em chậm chậm lại các em sẽ liền được trạng từ chỉ thời gian. Yes. Bây giờ các em cần before hay là after hoặc when or until or as soon as. The answer for the first in number 7. Vị trí thứ nhất trong câu số 7. Câu số 6. Yes. Các em đã có được hai đáp án câu số 5 và số 6 rồi phải không? How about number 7? The answer? Yes, after. Các em thấy câu number 5 của cô chưa? Gary sớm muộn gì cũng đến. Tôi sẽ đợi ở đây cho đến chừng nào anh ta đến. Vậy mình điền until. Number 6, as soon as. Mà ngay khi, câu số 6 nè. Tôi cam đoan sớm muộn gì trời cũng sẽ ngừng mưa. Ngay khi trời ngừng mưa thì tôi sẽ đi mua thuốc tây. And number 7. Number 7 thì hơi rắc rối cho mình. The answer, everybody, yes. Like this. Em có đồng tình không nè? Câu số 7 cô nói lại một lần nữa nha. Ngay bây giờ tôi đang là học sinh sinh viên năm 3. Sau khi tôi tốt nghiệp bằng cử nhân, tôi sẽ tham gia vào trường sau đại học để lấy bằng thạc sĩ. Có lẽ tôi sẽ học tiếp để lấy bằng tiến sĩ sau khi tôi đã lấy bằng thạc sĩ. Như vậy các em đều dùng hai cái liên từ chỉ thời gian đó là after. And now number 8. Is it easy for you? What will you do? Blah blah blah. You live here. Bạn sẽ làm gì? Chấm chấm chấm. Bạn rời khỏi đây. The answer. Đây là cuộc đối thoại giữa hai người. I will return home and get a job. What about you? Mình sẽ trở về nhà và tìm việc làm. Thế còn cậu thì sao? I will be here for at least 2 years more. Or 2 more years. Okay. Blah blah blah. I return home and get a job. Còn mình sẽ ở đây thêm 2 năm nữa, ít nhất là 2 năm nữa. Chấm chấm chấm, mình quay về nhà và tìm việc làm. Đây, theo các em, câu số 8 của chúng ta cần adverb of time nào? The answer, you choose after, yes. Cậu sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây? Rời khỏi đây có nghĩa là trường học đó. The answer, before. Và câu trả lời kế tiếp là chữ before. Còn mình sẽ ở đây ít nhất hơn 2 năm nữa trước khi mình quay trở về nhà và tìm việc làm. Như vậy đây là lời tâm sự của hai người sinh viên sắp sửa tốt nghiệp khỏi trường đại học. Is it clear for you everybody? Các em có thấy dễ dàng không? Until as soon as. Như vậy dạng bài tập này là dạng bài tập kiểm tra từ vựng của các em. Nếu các em biết nghĩa hết trong tất cả những từ này, các em dịch được thì các em sẽ biết là các em cần liên từ until hay là as soon as hay là after hay là before. Yes. And now let's go on. Exercise number 2. Đi đến bài tập số 2 nha các em. Match two clauses to make if sentences. Bài tập số 2 đó là bài tập matching. Ghép nói lại để tạo cho cô thành một câu ghép bắt đầu bằng if, mình đi if, like this. Yes.
Now look at the word everybody. The first column, câu thứ nhất, if clause. And the second, main clause. Number one, if clause, if you don't hurry, nếu bạn không vội vã. Number two, if you pass the driving test, nếu bạn vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe. Number three, if you fail the driving test, nếu cậu rớt cái kỳ thi kiểm tra lấy bằng lái xe. Number four, if you don't want this magazine, nếu bạn không muốn cái tờ tạp chí này. Number five, if you want those pictures, nếu bạn muốn những bức tranh đó. Number six, if you're busy now, nếu bạn bây giờ đang bận rộn. Number seven, if you're hungry, bây giờ bạn đang đói bụng. And number 8, if you need money, nếu bạn cần tiền. Như vậy, câu thứ nhất chỉ cho mệnh đề if, vậy hỏi mệnh đề chính mà phù hợp cho mệnh đề if là gì? Now, look at the second column. Nhìn vào câu 2 các em, main clause, mệnh đề chính. A, we can have lunch now. Chúng ta có thể dùng cơm trưa ngay bây giờ. B, you can have then. Bạn có thể, sau đó bạn sẽ có thể có. C, I can lend you some. Lend, động từ cho mượn. Tôi sẽ cho bạn mượn một ít. D, you get your license. Bạn sẽ lấy được bằng lái. E, you be late. Cậu sẽ bị muộn. F, I'll throw it away. Tôi quẳng nó đi rồi ha, tôi quăng nó đi rồi. And then next, G, we can talk later. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. And the last one, H, you can take it again. Thì bạn sẽ lấy nó lại một lần nữa. So tell me, do you have the answer? Các em đã có câu trả lời chưa nào các em? So number one, the answer, you choose E. Yes, câu số 1, mệnh đề if của câu số 1 các em sẽ ghép nó lại mệnh đề chính là E. Như vậy cô sẽ kết nó lại như thế này. Nếu bạn không vội vã, có nghĩa là nếu bạn không chịu vội lên, là nhanh lên á, đi nhanh lên thì bạn sẽ bị muộn đó. Nếu bạn không nhanh lên thì bạn sẽ bị muộn. Ok, number 2, tell me A, B, C, D, F, G, H, which one do you choose? The answer, like this. Ok, you choose D. Em sẽ chọn đáp án là câu D. If you pass the driving test, nếu bạn đậu kỳ lái xe, you will get your license, thì bạn sẽ lấy được bằng lái xe. Vượt qua kỳ kiểm tra thì sẽ lấy được bằng lái xe. So number 2 and D. How about number 3 everybody? If you fail the driving test, còn giả dụ như nếu bạn rớt kỳ kiểm tra bằng lái xe thì sao? The answer you choose, yeah, you choose H. You can take it again. Yes, bạn có thể tham gia kỳ thi kiểm tra lấy bằng lái xe một lần nữa. Yes, so number 3, go with number and with sentence H. The next number 4, if you don't want those pictures, nếu bạn không thích những bức ảnh đó thì làm sao các em? Trong một cái lời khuyên, the answer you choose, cô sorry, number 4, cô đang giải thích number 4. If you don't want this magazine, nếu bạn không muốn bức tranh muốn cái tờ tạp chí này, you choose F, I'll throw it away, thì tôi sẽ quăng nó đi. Bạn không thích đọc nó, không thích để tờ tạp chí để tôi sẽ quăng đi. So you choose F for number 4. Is it clear? Yes. And now number 5, if you want those pictures, còn nếu bạn thích những cái bức ảnh đó, the answer, everybody, number 5, yes, you should be, yeah, you can have them, thì lấy nó đi. Nếu bạn thích những bức ảnh đó, thì sau đó thì bạn sẽ lấy nó đi. Ok, có nghĩa là bạn mua đi, bạn chọn, bạn lấy đi. And the next, number 6, if you're busy now, nếu bây giờ mà bạn bận rộn quá, the answer, yes, you should G, we can talk later, sau này tụi mình sẽ nói chuyện nha. Còn giờ bạn bận quá, bạn làm chuyện của bạn đi, rồi chúng ta sẽ trò chuyện sau đó, hay chúng ta có thể trò chuyện sau đó. The last one, everybody, number number 7, if you are hungry, chưa tới câu cuối nha, number 7, you choose A. Các em chọn đáp án câu A. Nếu bạn đói bụng, we can have lunch now, thì bây giờ chúng ta dùng cơm trưa luôn, khỏi đợi nữa. Yes, 7 and A. The last one, if you need money, nếu bạn cần tiền, easy for you, câu này quá dễ phải không? The answer you choose C, I can lend you some, tôi sẽ cho bạn mượn một ít tiền. So do you think exercise is easy or difficult? Các em nghĩ cái bài tập này dễ hay là khó nè?
Yeah, this is very easy if you know the rule. Yes, bài tập này sẽ trở nên dễ dàng nếu em nắm được những cái nguyên tắc của nó. Yes, you only use simple present in if clause and time clause. Và cô nhắc lại, các em chỉ dùng thì hiện tại đơn cho mệnh đề if dạng 1 và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai. Okay, so this is the end of the lesson. Thank you for your listening. Goodbye and see you again in the next unit, unit number 4 of chapter number 3. Goodbye and see you again. Hello everyone, welcome back to chapter number 3 and unit number 4. Chào mừng các em quay trở lại bài chương số 3 và bài số 4. Now look at the board and you will see Unit number 4, it talks about using the present progressive and a simple present to express the future tense. Bài số 4 đó là việc sử dụng hiện tại tiếp diễn và tương lai đơn để mà diễn tả thời gian trong tương lai. Are you ready? Các em có thấy nó lạ không? Lấy hiện tại tiếp diễn và tương lai hiện tại đơn nhưng mà hàm ý lại trong tương lai. Đây là cách sử dụng đặc biệt của hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn. Okay, and now, first of all, I will tell you about the contents. Cô sẽ nói về nội dung. The first one, using the present progressive to express the future tense. The second, using the simple present to express the future tense. And number 3, practice and exercises. Yes. Now, review. First of all, I would like to introduce some photo. Bước đầu tiên, cô sẽ muốn giới thiệu một số bức ảnh cho các em để mình vào bài nhé. Now, photo number 1. So, what do you see in the photo? Các em nhìn thấy cái gì trong bức ảnh nào? You see a boy is playing the piano. Yes. Các em nhìn thấy một cậu bé đang chơi đàn dương cầm, phải không? So, what is he going to do in the afternoon? Vậy anh ta sắp sửa làm gì vào buổi chiều nay? So you say the statement like this. Và các em sẽ nhìn thấy cái câu nhận định như thế này. Jason is playing in piano British recital this afternoon. And you see, this afternoon, từ manh mối của chúng ta là this afternoon, trưa nay. Như vậy trưa nay là chưa có xảy ra. Bây giờ trưa nay nè. Bây giờ chúng ta đang nói, nhưng mà trưa nay thì anh chàng Jason này mới chơi cái khúc độc tấu trên đàn dương cầm. Yes, như vậy thời gian mà chúng ta muốn hàm ý để nói á, nó là nằm ở trong tương lai, nhưng mà nó rất là gần và đã được lên kế hoạch sẵn. Kế hoạch là người ta đã lên cho anh chàng này làm chuyện này. So you use present continuous. Và chúng ta sẽ sử dụng hiện tại tiếp diễn để diễn tả cho sự việc arrangement. Arrangement có nghĩa là một việc đã được sắp đặt sẵn. Ok. Now, let's go on to the next photo. Photo number 2. So, the first person say, what are you doing tomorrow? Người thứ nhất hỏi á, thế ngày mai anh sắp sửa làm gì? Anh dự tính làm gì? What are you doing tomorrow? So, the second person say, I'm meeting the doctor tomorrow. Tôi sẽ gặp bác sĩ, có nghĩa là đi kiểm tra sức khỏe vào ngày mai. Như vậy các em sẽ nhìn vào cái bối cảnh hai người này nói. Người thứ nhất hỏi là ngày mai kìa, cái dự tính của anh ngày mai làm gì? Thì người nọ mới nhìn vô bức ảnh các em, cái hình ảnh này là để cho ngày mai nhé. Ngày mai tôi sẽ đến gặp bác sĩ và kiểm tra định kỳ. Như vậy đây là arrangement, đó là sự sắp đặt sẵn của cái người đó rồi. Yes, so you use present continuous. Vì vậy các em sử dụng hiện tại tiếp diễn để diễn tả cho một sự việc mà người ta đã lên lịch từ trước. Ok, so today you will study. Yes, the first one, using the present progressive to express the future. Việc diễn tả, sử dụng hiện tại tiếp diễn để diễn tả tương lai. Yes, now look at example. Các em, mời các em nhìn vào ví dụ một lần nữa. Alicia is going to start college in September.
Cô nàng Alessia sẽ bắt đầu chương trình học đại học của mình vào tháng 9. Chứ college đôi khi nó lại là trường cao đẳng, college đôi khi nó lại là trường đại học. So is going to start everybody. Đây là cách sử dụng be going to. Be going to, bài trước cô đã dạy các em chưa? Rồi, ok. Đó là cách nói trial plan, kế hoạch đã lên từ trước. Cô nàng Alessia sắp sửa học cao đẳng, có nghĩa là người ta đã nộp đơn và tới đó người ta sẽ học. And example B, Alessia is starting college in September. Và ví dụ B, Alessia sẽ học vào tháng 9. Như vậy, các em sẽ nhìn thấy hai câu này về mặt ý nghĩa đều là diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai. Ví dụ A là be going to, dùng để diễn tả kế hoạch lên từ trước. Còn ví dụ B dùng hiện tại tiếp diễn, is starting, sẽ bắt đầu, dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả arrangement, sự sắp đặt bố trí sẵn. Ok, so I will have the next example for you. Và cô sẽ có hai câu là một cặp câu kế tiếp cho các em. Example C, we are going to try a new restaurant tonight. You will see to be going to. Trong trường hợp này, be going to cộng với động từ nguyên mẫu là try. Chúng tôi sẽ thử ăn trong cái nhà hàng mới này vào tối nay. Như vậy từ keyword của các em chính là tonight, tối nay. Như vậy tối nay người ta đã, gia đình này lên kế hoạch là tối nay sẽ đi ăn. That is mean trial plan, dùng để diễn tả kế hoạch đã lên sẵn. How about example D? Thế còn ví dụ D thì sao? We are trying a new restaurant tonight. Ví dụ B cũng mang ý nghĩa trong tương lai. Tối nay chúng tôi sẽ thử ăn cái món trong nhà hàng mới này. So you will have the conclusion. Vậy thì các em sẽ có kết luận như thế này. Example A and B là một cặp câu. Example C and D là một cặp câu. Yes, the same meaning. Như vậy các em sẽ có hai cặp câu. Cặp câu của ví dụ A và B dùng để diễn tả cùng một ý mà thôi, nhưng mà cấu trúc khác nhau. Và C and D cũng cùng một ý nghĩa mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ rút ra kết luận arrangement or trial plan, dùng để diễn tả. Arrangement có nghĩa rằng sự sắp đặt, còn trial plan kế hoạch lên từ trước. Các em sẽ dùng be going to cộng động từ nguyên mẫu, hoặc là lấy hiện tại tiếp diễn để diễn tả kế hoạch đã lên từ trước, hoặc là sự sắp đặt đã lên từ trước. Ok, so we will remember this rule. Các em phải nhớ cái nguyên tắc này nhé. And now I will give you more example. Example E, we are going to have a meeting tomorrow. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp vào ngày mai. So you say we are going to have. Example F, we are having a meeting tomorrow. Chúng tôi cũng sẽ có cuộc họp vào ngày mai. So you see, the first example you say be going to, and the second present continuous. Ví dụ của E là be going to, còn ví dụ F đó là hiện tại tiếp diễn. And now, look at more examples. Nhìn theo ví dụ thêm các em. Elisa is going to try to Peru this summer. Vào mùa hè này, cô nàng Elisa sẽ lái xe đi xuống Peru. Như vậy các em sẽ thấy, đây là kế hoạch của cái cô nàng Elisa này từ Mỹ, hay từ một nước nào đó, cô ta sẽ lái xe hơi đi qua Peru. And example H, Elisa is driving to Peru this summer. Cũng hàm ý là hè này, cô này sẽ lái xe đi Peru. Nhưng ở ví dụ H là cô dùng hiện tại tiếp diễn, còn ví dụ G là cô dùng be going to. Yes, like this. So you will have two pair of examples. Vì vậy các em sẽ có hai cặp câu. Cặp câu thứ nhất đó là E và F cùng một ý nghĩa, the same meaning. G and H, the same meaning. So what are they? Vậy những cặp câu này đồng nghĩa đó là express arrangement or trial plan. Những cặp câu này đều diễn đạt sự sắp đặt hoặc là kế hoạch lên từ trước ở trong tương lai. Arrangement or trial plan. Do you understand everybody? Như vậy cách sử dụng của be going to cộng với động từ nguyên mẫu giống với cách sử dụng hiện tại tiếp diễn, diễn đạt sự việc xảy ra trong tương lai. And now we will go to the next part. Example.
Now, look at example, everybody. Example I. You are going to cry when you read that story. It so sad. Câu này hàm ý gì đây? Bạn sẽ khóc khi bạn đọc cái câu chuyện đó đó. Nó buồn lắm. Yeah, vậy các em sẽ nhìn thấy manh mối chính là it's so sad, bởi vì nó buồn. Đó là manh mối để cho bạn dự đoán rằng người này sẽ khóc khi đọc cái cuốn tiểu thuyết đó, hoặc là cuốn truyện đó. So this is correct sentence. Đây là câu đúng. Khi có manh mối rõ ràng, chúng ta dùng be going to để dự đoán một tương lai có chứng cứ hẳn hoi. And incorrect sentence, nhìn vào ví dụ sai. You are crying when you read that story. Bạn sẽ khóc khi bạn đọc câu chuyện đó. Lúc nãy cô cho các em 4 cặp ví dụ, và lúc đó các em sẽ thấy be going to và hiện tại tiếp diễn, các sử dụng giống nhau, đều là nói về trong tương lai, kế hoạch. Nhưng ở chỗ này lại là một dự đoán, bạn sẽ khóc á. Như vậy các em không bao giờ được dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả một dự đoán. Ok, so never. Bạn sẽ khóc khi bạn đọc cuốn truyện đó. No, you only use be going to. Vậy be going to và hiện tại tiếp diễn khác nhau ở điểm là be going to có thể dự đoán được sự việc xảy ra trong tương lai có bằng chứng hẳn hoi, còn hiện tại tiếp diễn chỉ diễn tả được kế hoạch đã lên từ trước hoặc là sự sắp đặt từ trước, chứ không diễn tả dự đoán trong tương lai. So, like this. Và cô có một cái nhắc nhở cho các em. Be going to, yes, you express prediction with clue. Be going to dùng để diễn tả dự đoán có manh mối. Clue is mean manh mối, chứng cứ. How about present progressive? Thế còn quá hiện tại tiếp diễn thì sao? Yes, like this. Prediction. Hiện tại tiếp diễn có diễn đạt được dự đoán hay không? The answer no. Và câu trả lời là no, không bao giờ được lấy hiện tại tiếp diễn để diễn tả dự đoán. Hiện tại tiếp diễn khi muốn chỉ ý nghĩa trong tương lai thì chỉ có thể diễn đạt arrangement, sự sắp đặt, or prior plan, kế hoạch đã lên từ trước. Is it clear everybody? Các em đã hiểu rõ chưa nào? Đó là sự khác nhau giữa be going to và hiện tại tiếp diễn. And now let's go on, let's practice. Và chúng ta hãy cùng luyện tập nhé. Now look at the board everybody. Now tell me where you blah 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 next year, where you next year. Cô có hai câu, có nghĩa là một cặp. So tell me go, chia cho cô động từ go với thì hàm ý trong tương lai. Next year, bạn sẽ đi đâu trong tương lai? Ý nói vậy đó, bạn sẽ đi đâu trong tương lai? The two ways, có hai cách. The first one, can you give me the answer? Em có thể đưa cho cô đáp án này cho không? Where do you go? No. Where will you go? Yes or no? The answer, where are you going? Yes, you use near future, be going to. Các em dùng tương lai gần. Where are you going to go next year? Vô tình chữ go nó trùng lại với chữ going, nhưng mà going đó là từ của công thức be going to, sắp sửa. Bạn sẽ hay là bạn sắp sửa đi đâu vào năm kế tiếp. And the second way, cách thứ hai, where are you going next year? Bạn sẽ đi đâu vào năm tới? Where are you going? So you use present continuous or present progressive. Các em sẽ dùng hiện tại tiếp diễn. Các em có thể gọi nó là progressive hoặc là continuous. Is it okay? Đều đúng cả. Is it clear everybody? And now let's go on. Study. Yes, please put the correct form of study in the blanks. Vui lòng đặt cho cô hình thức đúng của chữ study trong chỗ trống này. What types of medicine blah 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 you blah 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 next year? So study. Các em sẽ chia hình thức study như thế nào trong câu này? Types of medicine is mean loại thuốc tây nào mà bạn sẽ học, nghiên cứu vào năm tới. Như vậy, hàm ý trong câu này có nghĩa là cái ngành y nào mà bạn sẽ nghiên cứu trong năm tới. Yes, hay cái loại thuốc tây nào bạn sẽ nghiên cứu. Chứ study đây là trường hợp nghĩa lớn, nghiên cứu chứ không phải là học hỏi. And then next, and number two, what types of medicine
blah blah blah, you blah 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 next year. So tell me two ways. The first way, everybody, like this. Yes. What types of medicine are you going to study next year? And the next, yes, you use present continuous. Các em sử dụng hiện tại tiếp diễn. What types of medicine are you studying next year? Is it clear? Yes. Như vậy các em sẽ sử dụng được hai cách, be going to và hiện tại tiếp diễn, để diễn tả kế hoạch hay là kế hoạch lên từ trước hay là sự sắp đặt trong tương lai. Ok, this is the same, cùng giống nhau. And now, look at the photo, everybody. Now, you see travel, you see a plane, nhìn thấy chiếc máy bay, you see a verb fly. Các em nhìn thấy động từ fly. And so, what is the woman thinking? Người phụ nữ này đang nghĩ gì các em? Yes, please put the suitable form of the verb. Vui lòng đặt hình thức đúng của động từ vào chỗ trống giùm cô. Jane blah 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 this afternoon. Jane blah 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 this afternoon. So what? Fly fly. Đi máy bay để đi du lịch đó các em. The answer? Yeah, Jane is going to fly this afternoon. Cô nàng Jane sắp sửa đi máy bay vào trưa nay. And number two, Jane is flying this afternoon. Và Jane sẽ bay máy bay vào trưa nay. Như vậy các em thấy hai câu này, hình thức thì khác nhau nhưng mà ý nghĩa đều là giống nhau, diễn tả sự sắp đặt kế hoạch lên từ trước của một người phụ nữ mang tên Jane. Cô ta đã mua vé máy bay, có hành lý và sẽ đi máy bay vào trưa nay. Ok, this is the same meaning, cùng một ý nghĩa. And now, let's go on to the next part. Yes, first of all, I would like to introduce something about this. Bước đầu tiên, cô muốn giới thiệu đôi nét về cái phần mới của chúng ta nhé. Now, look at the photo. Tell me, what do you see in this room? Các em nhìn thấy cái gì trong cái phòng này? Are there a lot of people? Có rất nhiều người phải không? Yes or no? No. Câu trả lời là không, không có người nào cả. So what happened to this room, this classroom? Thế chuyện gì đã xảy ra hay là sẽ xảy ra với cái phòng học này? Now look at the statement. Nhìn vào câu khẳng định các em sẽ thấy my class is off tomorrow because it's a holiday. So what does it mean? Lớp học của tôi sẽ nghỉ vào ngày mai do bởi nó là ngày lễ. Yes. Các em nhìn vào phòng học các em không thấy một người học trò hoặc là giáo viên nào. Mở hoạt đơn các em. Tomorrow is September the 2nd. Và như các em đã biết, ngày mai là ngày lễ 2 tháng 9. Tháng 9 là ngày quốc khánh của nước Việt Nam. Như vậy ngày mai là ngày lễ ngày lễ 2 tháng 9, ngày quốc khánh. Do đó lớp tôi được nghỉ vào ngày mai bởi vì đó là ngày lễ. Ok, so you see tomorrow. Và từ keyword của chúng ta là ngày mai. Ngày mai mới nghỉ. Ngày mai đó see future. Ngày mai chính là tương lai. But look at the verb, nhưng mà hãy nhìn vào động từ to be của cô, is. Cô đang dùng simple present, lại là hiện tại đơn. So tell me why. Hãy nói cho cô biết tại sao. Tomorrow là hàm ý trong tương lai, ngày mai. Nhưng động từ lại chia là hiện tại đơn. Yes, bài hôm nay của chúng ta sẽ học phần đó nhé. And now, let's go on the next example. Chúng ta sẽ đi đến phần ví dụ kế tiếp nhé. Coi cô bé này nói như thế nào. Then my class begin to study again on September the 3rd. Cô gái này vẫn tâm sự tiếp nè. Rồi sau đó lớp tôi sẽ trở lại, bắt đầu học trở lại vào ngày 3 tháng 9. Yes, and you will see September the 3rd. Các em sẽ thấy nhìn keyword của cô đó là ngày 3 tháng 9. 2 tháng 9 là ngày mai, rồi ngày 1 mới là 3 tháng 9. Nhưng mà động từ dùng trong câu này vẫn là simple present hiện tại đơn, đó là chữ begins. Và bởi vì my class là ngôi thứ ba số ít, do đó động từ thêm s. Yes, thì các em có thấy sự mâu thuẫn trong trường hợp này không? Trạng từ chỉ thời gian là hàm ý tương lai, nhưng động từ lại chia hiện tại đơn. Ok, and the next. Thấy cô gái này nói tiếp thế này. And my school bus arrived at 6 on that day to pick me up. Yes, cô nói ngày mốt có nghĩa là ngày 3 tháng 9 cô ta sẽ đi học trở lại. Và look at the photo, you will see the my school bus và chiếc xe buýt của trường sẽ đón cô lúc 6 giờ vào ngày đó.
để đón tôi quay trở lại trường học. Và ngày đó, on that day hàm ý là September the 3rd, đó là ngày 3 tháng 9, xe buýt của trường sẽ đến nhà cô nàng này, rước cô nàng này. On that day, you see? Yes, on that day is in the future. Trong cái ngày đó là trong tương lai. Trong khi động từ vẫn chia là simple present, arrives, có S, ok, hiện tại đơn. Tell me the reason why. Cho cô lý do tại sao. And today, I would like to present using simple present to express future times. Và cô muốn trình bày với các em việc sử dụng hiện tại đơn để diễn đạt ý trong tương lai. Và đây cũng là một cái nét đặc biệt của thì hiện tại đơn. Lúc nãy cô vừa nói hiện tại tiếp diễn để diễn tả kế hoạch sự sắp đặt trong tương lai. Còn bây giờ đã là lấy hiện tại đơn để diễn tả một hành động trong tương lai. Vậy nó là cái gì? Now look at example again. Mời các em nhìn vào ví dụ một lần nữa. Example A. My class is off on September the 2nd because it's a holiday. Yeah, lớp của tôi nghỉ học vào ngày 2 tháng 9 bởi vì nó là ngày lễ. Example B. Then my class begins to study again on September the 3rd. Sau đó, lớp con sẽ bắt đầu học lại vào ngày 3 tháng 9. And the next. And my school bus arrives at 6 on that day to pick me up. Và vào ngày hôm đó, xe buýt của trường sẽ đến lúc 6 giờ để rước tôi đi học. So you will see, is simple present, begins simple present, yes, arrive simple present, yes. Tất cả ba động từ trong ví dụ của cô đều là hiện tại đơn, nhưng sử dụng để hàm ý diễn tả trong tương lai. Đó là từ trong tương lai là từ 2 tháng 9 nè, ngày 3 tháng 9 nè, vào ngày hôm đó. So, this is simple present. Và cô sẽ có kết luận thế này. Simple present is used to express future time. And is it a definite schedule? Definite schedule, you see, it means một cái thời khóa biểu đã được ấn định. Yeah, thời khóa biểu rất là rõ ràng. Vì cô nói lại tiếng Việt, thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai khi mà sự việc đó là một thời khóa biểu đã được ấn định sẵn. Is it clear? Có rõ ràng cho các em chưa? Chẳng hạn như lịch của một trường học, lịch khám bệnh của bệnh viện, hay là lịch của xe lửa chạy, hoặc là lịch của máy bay. Tất cả những thời khóa biểu đã được lên từ trước để dành sử dụng trong tương lai đều được sử dụng là hiện tại đơn. Do you remember? Yeah, Anna. More example. Và để chứng minh cho lời cô nói, cô sẽ cho thêm ví dụ. Example D. The museum closes at 18. 18 is mean at 6 p.m. Viện bảo tàng sẽ, mình dịch là sẽ nha, sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ, có nghĩa là lúc 6 giờ chiều. Như vậy các em thấy, ngay bây giờ các em nói, chẳng qua là em đang nói là cái lịch của viện bảo tàng này 6 giờ chiều rồi mới đóng cửa. Nhưng vì đó là thời khóa biểu ta ấn định như vậy, do đó các em phải sử dụng hiện tại đơn. Và chữ close trong trường hợp này chia với chữ ngữ là ngôi thứ ba suýt, đó là chữ museum. Do đó chữ close phải chia ở hình thức suýt, thêm S, close it. Example E. It opens at night. Yeah, night. Và nó mở cửa vào lúc 9 giờ sáng. Dạ, yeah, như vậy các em sẽ thấy vẫn là trong tương lai, nhưng mà vì đây là thời khóa biểu, vẫn sử dụng hiện tại đơn. F. The swimming season ends in September. You see? Mùa bơi lội kết thúc vào tháng 9. Dạ, yeah, you will see tháng 9 là bắt đầu vào hết mùa thu, chuyển qua tháng 10. Tháng 10 là bắt đầu vào mùa đông, như vậy người ta sẽ không đi bơi nữa. Như vậy, khi mình đứng mình nói câu này là hàm ý vào tháng 9 sắp tới đó, lịch hồ bơi sẽ kết thúc. Như vậy, diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai, nhưng mà vì đây là cái lịch đã ấn định sẵn, you use simple present. And then S, G. There is a great movie on tonight. To be on. To be mà đi với từ on có nghĩa là được chiếu. Như vậy câu này sẽ được dịch là có một bộ phim rất là hay được chiếu tối nay. Và các em sẽ thấy tối nay là sự việc xảy ra trong tương lai, nhưng vì đây là cái lịch của rạp chiếu phim hoặc là cái lịch của đài truyền hình, các em phải sử dụng simple present. Vì vậy động từ ở đây chia với great movie phải là chia số ít is. Do you understand everybody? Yes. Như vậy nhìn lại các động từ, chúng ta sẽ có một kết luận. Yes. Nhìn vào các động từ closes, open, ends and is, các em sẽ có kết luận như thế này.
Common verbs, đây là một số động từ phổ biến được dùng ở dạng hiện tại đơn nhưng hàm ý chỉ tương lai. So, the first one, arrive, đến. The second, begin, bắt đầu. The next, open, mở cửa. The next, leave, rời khỏi. The next, end, kết thúc. The next, close, đóng cửa. The next, start, bắt đầu. The next, finish, kết thúc. And the last one, be, là động từ ở, thì, là, mà. Ok, vậy xung quanh những cái động từ này, khi mà chia thành khóa biểu, hàm ý trong tương lai, chúng ta chia hiện tại đơn. Do you understand? Ok, now, let's go on. Và cô sẽ đi tiếp tục. Incorrect. Cô cho mấy em một câu sai. I started this evening. Chiều nay tôi sẽ học. Chiều nay tôi sẽ học. Các em nhìn thấy câu này, this evening, chiều nay, chiều tối nay, chưa xảy ra. Như vậy các em đang nói hàm ý trong tương lai. Như vậy các em chia hiện tại đơn, phải không? Đây có phải là cái lịch của em không? Không, em đang nói khơi khơi đây, chiều nay tôi sẽ học bài. Như vậy các em nên dùng như thế này. Correct, I am going to study this evening. Or I am studying this evening. Lý do, đây chỉ là cá nhân của em mà thôi, không phải là một cái lịch dùng chung hay là thời khóa biểu dùng chung, mà chỉ là kế hoạch của em. Do vậy, để diễn tả hành động xảy ra trong tương lai mà mang hàm ý là sự sắp xếp và kế hoạch, các em lại chuyển thành là be going to cộng với động từ nguyên mẫu, hoặc là lấy hiện tại tiếp diễn để diễn tả kế hoạch đã lên trước của một người nào đó. Yes, understand. Còn lúc nãy những cái ví dụ cô cho là hồ bơi đóng cửa nè. Hồ bơi đóng cửa là một cái lịch thời khóa biểu mà nó dành cho nhiều người. Ok, viện bảo tàng đóng cửa dành cho nhiều người. Như vậy đối với những thời khóa biểu mà dành cho số đông, cho tập thể, hàm ý trong tương lai chúng ta dùng hiện tại đơn. Còn đối với những động từ hoặc là những việc lịch cá nhân của từng người, các em không nên dùng hiện tại đơn mà chúng ta dùng theo cách cũ, hả? Diễn tả kế hoạch hoặc là sự sắp đặt trong tương lai, dùng be going to hoặc là lấy hiện tại tiếp diễn. Is it clear? Như vậy cô sẽ có một cái câu luận như thế này. Dạ, simple present đối với hiện tại đơn. Future tense, khi mà hàm ý diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai, lấy hiện tại đơn để diễn tả trong tương lai, thì không phải lúc nào cũng xảy ra mọi động từ, mà chỉ có most verb mà thôi. Có một số động từ xài được và một số động từ không sử dụng được, và tùy vào trường hợp tình huống. Ok, is it clear for you? Now, never use, let's practice. Và bây giờ tới là bài tập luyện tập. Yes, now look at the photo, everybody. Tell me which one is correct and which one is incorrect. Cô cho các em ba ví dụ về một bức tranh, để hỏi các em câu nào đúng. A, number one, Jacob rides in the race tomorrow. Anh chàng Jacob sẽ lái xe trong cuộc đua vào ngày mai. And number two, Jacob is riding the race tomorrow. Chàng Jacob sẽ lái xe trong cuộc đua vào ngày mai. Hiện tại tiếp diễn. And then next, Jacob is going to ride in the race tomorrow. Và Jacob cũng sẽ lái xe trong cuộc đua vào ngày mai. Như vậy cô có một hành động đều xảy ra trong tương lai, nhưng ba cấu trúc hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, be going to, which one is correct? Câu nào là câu đúng các em? The first one, yeah, false. Câu đầu tiên là câu sai. Yes, như cô đã nói, đây chỉ là cái lịch của anh chàng Jacob nên mà thôi. So number two, correct. Yes, câu số 2 là câu đúng. Đây là kế hoạch sắp xếp của anh chàng này. And then next, right. Yeah, vẫn là câu đúng. Như vậy, trong trường hợp này, các em dùng hiện tại tiếp diễn và be going to để diễn tả việc sắp xếp kế hoạch lên từ trước của một cá nhân, đó là anh chàng Jacob. Và đây không phải là lịch chung của mọi người, do đó không được dùng hiện tại đơn. Now, let's go on. This is correct and incorrect. So, everybody, the party begins in 5 minutes. Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 5 phút nữa. The party is beginning in 5 minutes. And the party is beginning in 5 minutes. Which one is correct? Theo em câu nào có đúng? The first one, correct or incorrect?
Câu đầu tiên là đúng hay sai các em? The answer. Yeah, they say true là câu đúng. Lý do đây là một cái lịch dùng cho nhiều người, tiếc là phải có nhiều người dự. Như vậy, lịch thật khó biểu dùng cho nhiều người, hàm ý chỉ trong tương lai, luôn luôn là sự thật. Vậy đó các em dùng hiện tại đơn để diễn tả sự việc trong tương lai, bởi vì nó là thời khóa biểu chung của nhiều người. And then next number two, the party is beginning in 5 minutes. You use simple present, true or false? The answer, true. Câu trả lời vẫn là đúng. Đây là việc sắp đặt bố trí sẵn từ trước, do đó các em vẫn có thể sử dụng hiện tại tiếp diễn để diễn tả kế hoạch hoặc là sự sắp đặt bố trí trong tương lai. The next, the last one, the party is beginning in 5 minutes. True or false? False. Rất lấy làm tiếc, câu này là câu sai. Lý do is begin là cái thì gì vậy với các em? À, không đúng thì nào cả. Is begin thì còn được, đó là bị động, nhưng trong trường hợp này là sai. Ok, bởi vì động từ to be rồi cộng thêm động từ nguyên mẫu, is it wrong? Ok, now let's go on. Correct or incorrect, everybody? Is number one, he take the bus to school tomorrow. Number two, he is taking the bus to school tomorrow. Number three, he is going to take the bus to school tomorrow. Tell me the first one, true or false? The answer, false là câu trả lời sai. Anh ta sẽ đón xe buýt đi học vào ngày mai. Đây là thật khóa biểu của từng cá nhân. You don't use simple present, không được sử dụng hiện tại đơn. And the next, true or false? Is taking. The answer, true. Đây là kế hoạch đã lên từ trước của anh chàng này, do đó dùng hiện tại tiếp diễn. And the next, is going to take, true or false? The answer, true. Như vậy cô nói lại, hiện tại tiếp diễn và be going to dùng để diễn tả kế hoạch đã lên từ trước, sự sắp xếp đã lên từ trước. Yes. Còn trong khi hiện tại đơn dùng để diễn tả thời khóa biểu của một tập thể, của một số đông, hàm ý thời khóa biểu này xảy ra trong tương lai. Ok. And now let's go on to exercise. Và chúng ta sẽ tiếp tục với phần exercise. Exercise number one, put the verb in the present continuous or simple present. Các em, bài tập thứ nhất là hãy chia động từ trong một đơn với hình thức hiện tại tiếp diễn hoặc là hiện tại đơn. Ok, like this. Và các em phải nắm lại nguyên tắc nha. Hiện tại tiếp diễn, diễn tả, arrangement, arrival plan. Trong khi simple present, diễn tả cái gì? Yeah, a definite schedule, một thời khóa biểu đã được ấn định. So number one, everybody, you and go out tonight. Các em phải cần chia như thế nào? Tối nay bạn có đi chơi không? Người nọ trả lời không, tôi rất mệt. And number two, we go blah 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 to the concert tonight. Tối nay chúng tôi sẽ đi đến buổi hòa nhạc. It starts at 7:30. Nà, buổi hòa nhạc đã bắt đầu lúc 7:30. Number three, listen to this. Lắng nghe cái này nè. Karen, lắng nghe chuyện này nè. Karen gets married next month. Cô nàng Karen sẽ kết hôn vào tháng sau. Đây là chuyện đang thông báo nha. The next, number four, my parents go blah 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 on vacation soon. À, chẳng bao lâu nữa ba mẹ của tôi sẽ đi nghỉ mát. Oh nice. Cái người còn lại nghe bạn chia sẻ nó, oh sao thú vị quá. Where they go? Thế họ đã đi, họ sẽ đi đâu? The next, number five, Sylvia take a blah 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 an English course his this semester. Học kỳ này, semester là học kỳ. Sylvia sẽ tham gia khóa học tiếng Anh. The course ends on Friday và khóa học đã sẽ kết thúc vào thứ sáu này. So, tell me, number one, you use present continuous or simple present? The answer, yeah. Are you going? Đây, hàm ý hỏi kế hoạch của người ta. And the next, number two, we going to the concert tonight? Yes, hàm ý diễn tả kế hoạch của người ta hoặc là sự bố trí. You use present continuous. It starts, yes. Here this is the schedule. Ở chỗ này đó là thời khóa biểu của rạp hát. Do đó phải dùng simple present. And the next, number three, the answer is getting. Yes. Lắng nghe nè, cô nàng này Karen sẽ kết hôn. This means a plan or arrangement. Đó là sự bố trí, sự sắp đặt sẵn.
You use present continuous. Number four, my parents are going on vacation. Yeah, this is a planned arrangement. So you use present continuous. And the next, oh nice. Where are they going? Yeah, because this is arrangement. Vẫn là sự sắp đặt bố trí. Như vậy, câu số 3 và câu số 4 đều là hỏi về nói về kế hoạch sự sắp đặt sẵn. Sắp kết hôn, sẽ đi du lịch. Do đó các em phải dùng hiện tại tiếp diễn. And number 5, Sylvia. The answer is taking. Yeah, cô nàng Sylvia sẽ tham gia khóa học lớp tiếng Anh học kỳ này. Như vậy đây vẫn là kế hoạch của người ta. Do vậy các em dùng hiện tại tiếp diễn. The course ends, khóa học kết thúc vào thứ 6. The answer ends. Yeah, các em dùng hiện tại đơn để diễn tả cái hành động này. Lý do đây là thời khóa biểu dùng chung cho cả sinh viên trong khối này. So you use simple present, nhưng mà hàm ý là sẽ kết thúc, nằm ở trong tương lai. Do you understand everybody? Okay, I hope you will understand what I say. Cô hy vọng các em sẽ hiểu những gì cô muốn truyền đạt nhé. And now, let's move to sentence number 6 to number 10. Chúng ta sẽ đi đến câu số 6 đến câu số 10 nhé. Number 6. There's a football game tomorrow that I blah blah blah. Ngày mai có trận đấu bóng nhưng mà tôi sẽ không đi. Number 7. Cô sẽ tạm thời dịch cho các em để cô khỏi đọc để tốn nhiều thời gian nhé. Tôi sẽ đi chơi với một đám bạn vào tối nay. Tại sao bạn không đi chung với chúng tôi? Chúng tôi sẽ gặp nhau tại nhà của John vào lúc 8 giờ đó. And the next, number 8. How đây là ý bằng cách gì? Bạn sẽ quay trở về nhà bằng phương tiện gì sau khi đi ăn tiệc vào ngày mai? Và taxi, đi bằng taxi hả? Người nào trả lời không? Tôi có thể đón xe buýt. Chuyến xe buýt cuối cùng là rời khỏi ga là lúc nửa đêm, về tới nhà là được rồi. Next, number 9. Do you want? Bạn có muốn đi đến gặp chiếu phim tối nay không? Người kia trả lời, vâng. What time? Thế mấy giờ bộ phim bắt đầu? Number 10. Bạn sẽ làm gì vào trưa thứ hai? Người nọ trả lời, tôi sẽ làm việc. Như vậy, khi các em dịch lên, các em sẽ biết được đây là kế hoạch hay là cái thời khóa biểu. Nếu là kế hoạch sự bố trí sẵn, các em dùng hiện tại tiếp diễn. Còn nếu nó là lịch thời khóa biểu dùng cho tập thể, các em dùng hiện tại đơn. Yes. Now number 6, the answer like this. Dutch are not going. Đây là kế hoạch của cái người đó lên sẵn rồi. Có công chuyện khác nhưng mà không đi. Có một trận đấu bóng nhưng mà không đi. The next, number 7. The answer, yes, I'm going. Because this is arrangement. Đây là sự sắp xếp sẵn của người này. Người này nói tối nay tôi sẽ đi chơi với một vài người bạn. And the next, we are meeting. Và vì đây là kế hoạch đi chơi, do người ta đã sắp đặt luôn cái lịch hẹn là tại nhà của John. Do đó các em dùng hiện tại tiếp diễn. And the next, number 8. The answer, yes. How are you getting home? Cũng hỏi cái kế hoạch của người ta. Thế cậu sẽ quay trở về nhà bằng phương tiện gì sau khi dùng bữa tiệc? Đang hỏi về kế hoạch của một người khác. Đi taxi hả? Người nọ trả lời không, đi xe buýt. Lý do, chuyến xe buýt cuối cùng, cái lịch của nó, yes, sẽ rời khỏi vào lúc nửa đêm. Như vậy các em sẽ thấy đây là xe buýt công cộng dùng cho nhiều người, và đây là lịch đã được ấn định sẵn, do đó các em dùng hiện tại đơn. Ok. And now number 9. The answer, yes. Does the movie begin? Mấy giờ thì bộ phim mới bắt đầu? Một người rủ một người khác đi xem phim. Người kia hỏi mấy giờ thì bộ phim ở rạp đã bắt đầu. Vậy rõ ràng đây là schedule, một cái thời khóa biểu đã được ấn định. So you use simple present. Các em phải dùng hiện tại đơn. Và vì đây là câu hỏi, do đó các em phải mượn trợ động từ does và đảo trợ động từ does ở đằng trước. Hiện tại đơn cô đã dạy ở trong chương thứ nhất rồi. Do you remember? And now number 10. The answer, what are you doing? Bạn sẽ làm gì vào trưa thứ hai? The answer, I am working. Tôi lúc đó sẽ đang làm việc. Như vậy đây là hỏi về arrangement, sự sắp đặt của một người khác. So you use present continuous. Is it clear everybody? Cô giảng bài như vậy các em có hiểu không nào? And now let's go to exercise number 2. Các em sẽ đi đến bài tập số 2 nhé.
Use the present continuous form of the verb in the list to complete the sentences. Các em hãy dùng hình thức hiện tại tiếp diễn để điền vào chỗ trống hoàn tất những câu sau đây. Yes, bài tập này hơi bị khó so với các em phải không? Lý do là các em phải biết nghĩa của câu và biết nghĩa của từng động từ để đặt vào cho đúng. Now, number one, come, đến, pick up, đón rước, ride, lái xe, lấy, động từ chơi, have, có, quit, từ bỏ, meet, gặp gỡ, see, nhìn thấy, take, là lấy. Ok, so, chữ take cũng có nghĩa là dẫn. Như vậy cô cho nhiều động từ nhưng mà cô cho chỉ có 5 câu phải không? So number 1 to number 1, everybody, how about going across the street for a cup of coffee? Người thứ nhất hỏi nè, sao băng qua đường phố bên kia dùng tách cà phê được không? Go across là đi qua phía đối diện. Người nọ trả lời I can't, tôi không thể. I blah 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 Jennifer at the library at 5. Tôi phải gặp cô nàng Jennifer tại thư viện lúc 5 giờ. Như vậy câu dịch như vậy là các em gắn được động từ nào vào, các em phải gắn vào nhé. The next, why are you in such a hurry? Tại sao bạn vội vã quá vậy? Người nào trả lời, I have to be at the airport in an hour. Tại vì một tiếng đồng hồ nữa tôi phải có mặt ở phi trường. I blah 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 the 4 o'clock plane to New York. Tôi phải đáp với chuyến bay lúc 4 giờ để đi New York. Nhà tôi có một cuộc hẹn quan trọng ở đó vào ngày mai. According to you, what verb do you use? Theo ý các em nên dùng động từ nào trong những tình huống dưới đây? So number one, the answer. Yes, I am meeting. Các em chọn động từ to meet và chi tiếp diễn. Tôi sẽ đón cô nàng Jennifer hay là tôi sẽ gặp Jennifer lúc 5 giờ. The answer number two. Yes, I am taking. Take the plane hoặc là take the bus, đó là đi xe buýt hoặc là đi máy bay. So I am taking the 4 o'clock plane. Yes, tôi sẽ đáp chuyến bay lúc 4 giờ. Vậy chữ take đi với cụm từ nào thì nó sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Take the bus là đi xe buýt, take the taxi thì taxi, take the plane là đáp chuyến bay. Ok, and now let's go on. Number 3 to number 4, everybody. Number 3, we got an invitation in the mail from front to morning. Chúng tôi đã nhận được một cái thiệp mời trong cái hộp thư từ Ron, của Ron đã gửi đến cho Maureen. Day blah blah blah. Bọn họ có gì đây các em? Bọn họ có một buổi tiệc tối vào buổi tối thứ bảy. Bạn có muốn đi không? I would like to. I'd like to. Mình thích lắm á. Sure, người vợ mới trả lời chắc rồi. I always enjoy spending time with them. Lúc nào em cũng thích dùng thời gian ngồi tán gẫu với họ hay gì đó. Let's call and tell them we blah blah blah. Anh hãy gọi điện thoại và báo với họ là mình như thế nào đi. Vậy các em cần một cái động từ ở chỗ đó. Number 4, your cough sounds terrible. Everybody, cái bệnh ho của cậu nghe khủng khiếp quá, có nghĩa là tệ quá. You should see a doctor. Cậu nên đi khám bệnh đi. Người nào mà trả lời I know, tôi biết chứ. I just won't go away. Yes, tôi sẽ không bỏ đi đâu. I blah blah blah. Dr. Murray later this afternoon. Yeah, tôi sẽ tonight tôi sẽ gặp bác sĩ Murray để khám bệnh. So, tell me number 3, what verb do you use, everybody? The answer? Yes, they're having. Having a dinner party, dùng cho tiệc tùng, có một buổi tiệc hay gì đó, các em sẽ dùng động từ have party. And the next, number three, the answer, yes, we are coming. Hãy gọi điện thoại và báo cho họ, mình sẽ đến. Yeah, we are coming. Các em dùng động từ come trong trường hợp này và chi tiết diễn để diễn tả kế hoạch sắp sửa làm trong tương lai. The next, yes, I am seeing Dr. Mowbray. Gặp bác sĩ khám bệnh thì các em dùng động từ see the doctor là đi khám bệnh, chứ đừng nói khám bác sĩ nhé. Okay, do you understand everybody? Now, go on. Yes, this is the time we say goodbye together. Thank you for listening. Goodbye and see you in the next unit, unit number 5. Bye bye. Hello everyone, welcome to the last unit of chapter number 3.
Chào mừng các em đến bài cuối cùng của chương số 3. So, unit number 5, you say immediate future. Immediate future is mean tương lai gần nhất. Bài số 5 của chúng ta, đó là bài cuối cùng trong chương số 3, nói về tương lai gần nhất. Ok, so now, look at the board, you will see the contents. Các em sẽ nhìn thấy nội dung bài học hôm nay. Number 1, immediate future, be about to, là cô sẽ giải thích về thế nào là tương lai gần nhất. Yeah. Number 2, parallel action, cô sẽ giải thích về cách sử dụng những động từ song song để diễn đạt những hành động song song. And the last one, như thường lệ, chính là practice and exercises. Ok, đó là phần thực tập và là bài tập áp dụng. And now, review. First of all, I would like to invite all of you look at the photo, some photo. Cô mời các em nhìn một số bức hình. Now, photo number 1. The first person say, what does the doctor tell you? Yeah. Các em nhìn thấy cô gái đang bị bó bột phải không? Bó chân. Yes. Thì thương. Như vậy người bạn hỏi nè, what does the doctor tell you? Bác sĩ nói với cậu như thế nào? Thì cô gái trả lời, the doctor said that this cast is about to come off. Yes. Người bác sĩ nói rằng cái bó bột này nè, hay còn gọi là cái băng này, sắp sửa rời ra. So, you say be about to come, be about to come. So what does it mean? Có nghĩa là gì? Sắp sửa rời ra. Như vậy, cô gái này chỉ cần một phút nữa là gặp được bác sĩ và bác sĩ sẽ tháo cái bó bột đó ra liền lập tức. Như vậy, you use be about to. Các em sử dụng be about to để diễn tả một cái tương lai gần nhất, sự việc nói xong là sẽ xảy ra liền. Ok, and now, let's go on to the next example. Now look at the photo, everybody. Nhìn vào bức tranh, you will see, a lot of horses. Các em sẽ nhìn thấy nhiều chú ngựa, phải không? What are they doing? Thế những chú ngựa này đang chuẩn bị làm gì? Example A. Các em sẽ nhìn ví dụ 1 của cô nè. The official is about to start the race. What does it mean here? To start is mean phát động. The race, cuộc đua. Official có nghĩa là một cái người nhân viên chức nào đó. Người nhân viên chức sắp sửa phát động cuộc đua là cái người mà cầm cái còi túi huyết thổi, hoặc là cái người mà phất hiệu lệnh cờ. And what happened? The next, thế chuyện gì xảy ra bước kế tiếp khi mà người nhân viên phất hiệu lệnh cho cuộc đua? The runners are about to begin running. Yeah, you say the runner đây là hàm ý chỉ những chú ngựa non, hay là những người cưỡi trên những chú ngựa đó, những người chạy đua sắp sửa bắt đầu cuộc chạy đua. Như vậy, nhìn vào bức tranh, sự việc xảy ra rất là nhanh khi chúng ta vừa nói xong nè, người viên chức sắp sửa phất hiệu lệnh cho cuộc đua thì những người chạy đua sẽ bắt đầu cuộc đua. Như vậy, hai hành động này xảy ra liền kề với lúc chúng ta mới vừa nói. Chúng ta nói là sự việc xảy ra liền. You use be about to. Các em sẽ sử dụng be about to cộng với động từ nguyên mẫu. Ok. Now, look at the board, you will see be about to start. Number 2, are about to begin. Yes. Now, today, I would like to introduce immediate future. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em đó là phần tương lai gần nhất. You use be about to và cách sử dụng be about to để diễn tả tương lai gần nhất. Now, look at example A. The doctor say that this cash is about to come off. Example B. The official is about to start the race. Example C. The runners are about to begin running. So you will say be about to plus bare infinitive. Sao cấu trúc be about to? Và be các em phải chia với đạo động từ, với chủ ngữ của nó. Chẳng hạn như ví dụ 1, chủ ngữ thật chính là this cash. Do đó động từ đi kèm theo nó phải là is. Chữ be chúng ta sẽ chia là is ở số ít. Ví dụ be, you see the official. Official là so it. Do đó động từ to be ở đây vẫn chia là so it là is. Example C, the runners. You see runners, runner là số nhiều, những người chạy đua. So you chia, các em sẽ chia động từ to be ở đây đó hả? Are about to begin. Và sao cấu trúc be about to? Các em đều sử dụng động từ nguyên mẫu là chữ come, là chữ start,
là begin. 6. You have the conclusion like this. Và các em sẽ có công thức như thế này. Be about to plus bare infinitive. Yes. It means immediate future. Đó chính là tương lai gần, gần nhất. Immediate có nghĩa là liền kề. Thì theo tiếng Việt Nam của các em có thể nói là tương lai liền kề hoặc là tương lai gần nhất, cho nó dễ nhớ nha. Tại vì tương lai gần của chúng ta thì trước chúng ta đã học đó là be going to. Be going to một số sách còn gọi nó là near future. Và ở đây để cho nó rõ hơn, để nó gần hơn là be going to. Do đó be about to cộng với động từ nguyên mẫu, cô tạm thời gọi tiếng Việt Nam đó là tương lai gần nhất. Còn trong tiếng Anh của nó chính là immediate future, tương lai liền kề. Ok? Nào, let's practice. Chúng ta hãy cùng luyện tập phần này nhé. Look at the board, everybody. What do you see in the photo? Các em nhìn thấy cái gì trong bức ảnh nào? Dạ, you see a little girl. Các em nhìn thấy một cô bé nhỏ with a doll. Và một búp bê, một con búp bê. So, the verb here is play. Và động từ cô cho chính là to play. Can you make a sentence with the play for the girl? Em có thể đặt một câu có chứa chữ play cho cái hình ảnh cô bé và con búp bê này không? The sentence like this. Dạ. Sau câu nhắc của cô sẽ là như thế này. She is holding a nice doll. Dạ. Cô ta đang ôm hay là đang cầm một con búp bê. She is happy and loves the doll. Cô ta rất là vui và yêu cái và cô ta lại yêu cái con búp bê này. So everybody, tell me, how can you say be about to? Hãy đặt cho cô một câu có chứa chữ be about to, nói về hình ảnh cô bé gái và con búp bê. Can you? Oh yeah. So the answer like this. Và câu trả lời, cô làm mẫu nhé. She is about to play with it. Cô nàng sắp sửa chơi đùa với con búp bê đó. Yes. Đầu đề cho chúng em là cô gái này đang cầm con búp bê. Mà khuôn mặt của cô ta rất là phấn khởi. Và trong lòng cô ta lại yêu con búp bê. Do đó các em dự đoán tương lai gần sạch sẽ gần nhất xảy ra chính là hành động cô nàng sắp sửa chơi với lại con búp bê này. So make a sentence like this. She is about to play with it. Understand? And now move to the next example. Let's practice number 2. Yeah, look at the photo. What do you see, everybody? Nhìn vào bức tranh các em nhìn thấy gì? A woman. Yeah, angry with a lot of sweat. Nhìn một người phụ nữ rất là tức giận và nhiều mồ hôi. Yeah, what is she doing? So, iron. Yeah, iron is a verb. It means ủi đồ. Các em hãy đặt cho cô câu với chữ ủi đồ. Iron. Yes. Và cái câu mồi có nghĩa là câu nhắc như thế này. My clothes are wrinkled. Quần áo của tôi nhăn nhúm. Wrinkled là ashtray nhăn nhúm. Yes. So, my mother, what is my mother going to do? Vậy mẹ tôi sắp sửa làm chuyện gì? My mother, blah blah blah, dumb. So, tell me, how can you use be about to and iron in this case? Hãy cho cô biết các em sử dụng be about to và động từ iron trong trường hợp này như thế nào. The answer, yes, my mother is about to iron them. In Vietnamese, you say, mẹ tôi sắp sửa ủi đống đồ này bởi vì quần áo tôi nhăn nhúm. Ok, như vậy đó là hành động gần nhất mà chúng ta có thể dự đoán được trong tình huống này. So you use be about to cộng với động từ nguyên mẫu để diễn tả tương lai gần nhất. And now, let's go on. The next photo. You will see photo number 3. You will see a plane. Các em nhìn thấy chiếc máy bay. And the verb here, take off. Và động từ cô cho chính là động từ take off. It means cất cánh. Now, look at the board. You will see the plane is running on the runway. You see, chiếc máy bay đang chạy trên đường băng. Runway là đường băng ở ngoài phi trường. So can you guess what is the plane going to do? Or what is going to happen to the plane?
chiếc máy bay này sắp sửa làm gì, hoặc là chuyện gì sắp sửa xảy ra cho chiếc máy bay. Và cái câu đề bài cho là it means it blah blah blah. It means có nghĩa là it như thế nào? The answer, do you have the answer everybody? Chiếc máy bay đang chạy trên đường băng có nghĩa là nó. The answer is about to take off. Nó sắp sửa cất cánh. Nhìn vào chiếc máy bay các em thấy hai cái bánh xe đằng trước đã nhấc lên khỏi đường băng và chỉ còn sót lại hai chiếc bánh xe của chiếc máy bay là còn nằm chạm trên đường băng. So the immediate action is taking off. Vì vậy, hành động mà liên kề nhất với cái hành động mà chiếc máy bay chạy trên đường băng chỉ có thể là hành động cất cánh mà thôi. So, you use be about to in this case. Vì vậy, các em sử dụng be about to trong trường hợp để giải thích tương lai liên kề gần nhất. Is it clear? Okay, and now let's move to the next part of today. Và cô sẽ đi đến phần kế tiếp của ngày hôm nay. Look at the board, everybody. Yeah, look at the photo. What do you see? Nhìn vào bức tranh các em nhìn thấy gì nào? A boy, a guitar, yes, and dance. Các em nhìn thấy được một người con cậu trai nè, một cậu bé, rồi cái đàn guitar và hành động là dance. So the assessment, em sẽ có một câu nhận định như thế này: Ren plays his guitar and jump up and down at the same time. What does it mean, everybody? Anh chàng Ren chơi cái đàn guitar và nhảy lên nhảy xuống cùng một lúc. Jump up and down. Jump is mean động từ nhảy. Như vậy, nhìn vào bức tranh và nhìn vào cái câu nhận định, chúng ta sẽ thấy được hai hành động xảy ra, đó là hành động chơi cái đàn guitar và hành động nhảy lên nhảy xuống. Như vậy tiếng Việt Nam của mình là vừa ha, mình dịch là vừa cái này vừa cái kia. Ren vừa chơi đàn guitar vừa nhảy lên và nhảy xuống. And now the next, các em sẽ thấy được hai verb play and jump. Và hai verb này đều chia với chủ ngữ, đó là ran. Và ran là ngôi thứ ba số ít. Do đó play thêm s và jump cũng thêm s. Hiện tại đơn. And now look at the photo. You will see the boy listen to the music, smile and looks at something very happily. Everybody? Cậu bé lắng nghe âm nhạc, mỉm cười và nhìn vào thứ gì đó rất là hạnh phúc. Các em sẽ thấy được ba hành động liên kề với nhau: listen lắng nghe, smile mỉm cười, and looks và nhìn. Như vậy ba hành động nghe, mỉm cười và nhìn đều được chia với cùng một chủ ngữ, đó là the boy. Như vậy chủ ngữ thật là the boy. It means the third singular, đó là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Do đó động từ của cô ở đây chia là listen phải thêm s nè, rồi smile cũng thêm s nè, looks cũng thêm s. Okay, so what do you call this kind of sentence? Các em gọi cái dạng câu này là dạng gì các em? Parallel action. Yes, đây là dạng câu để diễn tả các hành động song song. And you use parallel verb. Và các em phải sử dụng động từ song song. Yeah? Okay, and now, today, I would like to introduce or present with you parallel action. Và hôm nay, cô rất là hân hạnh được giới thiệu các hành động song song. Yes? You can call parallel action. Parallel is mean song song. Yes? Now, look at example A, everybody. Christy greets her email and listen her voicemail every morning. Cô nàng Christy đọc thư điện tử của cô ta và lắng nghe voicemail là hộp thư thoại vào mỗi buổi sáng. You will see two actions. Các em nhìn thấy hai hành động. The first one, read, là đọc sách nè, đọc. The second, listen. Và read và listen được kết nối lại với nhau bằng động từ and. Okay? So read, you say the first verb and second verb. Như vậy hai động từ trong câu được kết nối lại với nhau sẽ bằng liên từ and. Và hai động từ này đều chia ở hiện tại đơn. Trong trường hợp này, do đó chúng ta gọi nó là parallel, nó song song với nhau. Yes, như cách cấu thành khi
mà cùng chủ ngữ the same subject. You see Christy, các em thấy chủ ngữ đều là hành động của cô nàng này làm. Christy đọc email nè, rồi Christy lắng nghe học thư thoại vào mỗi buổi sáng, cùng một chủ ngữ mà thôi. So you use verb and verb. Các em không cần lặp lại chủ ngữ một lần nữa. Chẳng hạn như em nói nguyên văn, Christy Chris her email and Christy listen to her voicemail every morning. Yeah, is it not necessary? Điều đó không cần thiết, không nhất thiết phải lặp lại chủ ngữ, một chủ ngữ mà thôi. So the same subject, verb and verb is mean parallel verbs. Đây là cách sử dụng động từ song song, gọi là parallel action, hành động song song. Ok, and now let's go on to the next example. Example B. Ren is playing the guitar and is jumping. Anh chàng Ren đang chơi cái đàn guitar và đang nhảy lên, đang nhảy nhót. Và các em sẽ thấy chủ ngữ thật của chúng ta chỉ là Ren, chỉ có một anh chàng Ren mà thôi. Vì vậy các em làm sao trong động từ thứ nhất is playing the guitar, Ren đang chơi đàn guitar, and và đang nhảy. Yes. So is jumping? Yes or no? Yeah, no. Chúng ta không nên dùng is jumping như thế này, mà các em hãy tỉnh lược đi is. Các em hãy tỉnh lược đi động từ to be is trong trường hợp này. Lý do? Tại vì cùng một chủ ngữ, vì vậy is đóng vai trò là trợ động từ hiện tại tiếp diễn này. Do đó, trợ động từ được bỏ khi chúng ta muốn dùng cấu trúc song song cùng một chủ ngữ. Sau, cô sẽ có kết luận như thế này các em. Yes. Repeating helping verb not necessary in parallel action. Dạ, cô dịch sang tiếng Việt chính là những động từ hay là trợ động từ lặp đi lặp lại là không cần thiết trong mệnh đề các hành động song song. Và các em nên tỉnh lược đi trợ động từ nếu có, bởi vì cùng chủ ngữ. Yes. Thì các em nguyên văn câu này sẽ là Ren is playing the guitar and jumping. Mình bỏ đi chữ is ở đằng sau, bởi vì is đằng sau đóng vai trò là trợ động từ lặp lại, và đó nó không cần thiết trong câu này. Is it clear? Okay, and now let's go on. Example C. I will cook dinner and will clean up in 1 hour. What does it mean in Vietnamese? Tôi sẽ nấu bữa ăn tối và sẽ dọn dẹp trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Cái người nói câu này là cam kết là tôi sẽ hứa hẹn nè, tôi sẽ nấu ăn bữa ăn tối nè, và tôi sẽ, hàm ý là tôi sẽ dọn dẹp trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Example C, you say will cook, yeah, and will clean up. Is it true or false? Câu này đúng hay sai các em? Tôi sẽ nấu nướng bữa ăn tối và tôi sẽ dọn dẹp. So this is Example D. We are going to take a walk and are going to buy some milk. Nhìn ví dụ thứ hai luôn nhé các em, để cô giảng một lần. Còn ví dụ hai của cô đang dùng là cấu trúc be going to. Tôi sắp sửa đi dạo bộ mà sắp sửa mua thêm một ít sữa. Như vậy ở dưới ví dụ D của cô đang dùng cấu trúc là be going to, trong khi ở ví dụ C là cô đang dùng chữ will. Yes. So number one. Yes. Number two. False. Cả hai câu đều sai. Lý do, như cô đã nói công thức lúc nãy, nếu có trợ động từ lặp lại thì trợ động từ lặp lại đó sẽ bị bỏ đi, biểu gì nó dư không cần thiết. Như vậy câu ví dụ C chúng ta sẽ bỏ đi chữ will, còn ở ví dụ cô đi chúng ta sẽ bỏ đi are going to, và chúng ta chỉ giữ lại chữ clean up ở ví dụ C và giữ lại buy động từ nguyên mẫu ở ví dụ D, bởi vì chúng là cấu trúc parallel song song. Ok. Yes. Vậy câu này nguyên gốc lại sẽ là we will cook dinner and clean up in 1 hour. Example D. We are going to take a walk and buy some milk. They are correct sentence. Chúng chính là những câu đúng một khi chúng ta đã bỏ đi trợ động từ bị lặp lại. Yeah. Look at the board. Yes. So I will summarize again. Repeating helping verb not necessary. Cô sẽ tóm tắt lại một lần nữa, đó là trợ động từ lặp lại là không cần thiết trong cấu trúc song song.
Vì vậy chúng ta nên bỏ chúng đi. Trợ động từ sẽ là be, be cheer, am, is, am, sẽ là chữ will, sẽ là chữ can, sẽ là chữ should. Yes? Okay. Now, let's practice. Because practice makes perfect. Luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo, bởi vì chúng ta phải luyện tập để nhớ lại những phần lý thuyết của nó nhé. Now, look at the board, everybody. Look at the photo. So what do you see, everybody, in the photo? Yeah, you see three men and a dog. Em nhìn thấy ba người đàn ông và một chú chó phải không nào? Yeah. So you use be going to. You use each. You use watch. Các em hãy sử dụng cho cô cấu trúc be going to với hai động từ each and watch. Yes. To fill in the blank like this, để điền vào chỗ trống như thế này. After dinner, sau giờ ăn tối, we blah blah blah, a funny movie, and blah blah blah, popcorn. So what does it mean in Vietnamese? Câu này nghĩa là gì các em? Sau giờ ăn tối, chúng tôi sẽ cái gì đó, bộ phim hài, và sẽ cái gì đó, bỗng ngô, hay còn gọi là bắp rang. Yes. So tell me, what verb do you use here? Động từ nào các em sử dụng trong vị trí số nhất và vị trí số 2, và sử dụng với be going to, và nhớ sử dụng cấu trúc song song. So the answer, we are going to watch, yes, a funny movie and each popcorn. Tại sao các em không phải lặp lại? We are going to watch a funny movie and going to each popcorn. Sao các em không lặp lại là we are going to each, mà chỉ có chữ each? Because yeah, because this is parallel and because they are repeating hopping verb. Bởi vì đây là cấu trúc song song, và bởi vì be going to trong trường hợp này đóng vai trò là trợ động từ cho chúng ta nên bỏ đi. Okay? Do you understand everybody? And now, let's go on. Photo number 2. What is it here? Be going to work, go. Stop. Filling the blank like this. Hãy điền vào câu như thế này. I blah 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 to the office and blah 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 to happy tuition. You say tuition is mean học phí. Người nói câu này như thế nào đây? Nhìn vào cái tách and ahead. So you see, oh waiter, yeah, anh chàng này làm nghề phục vụ bàn nhé. Tôi sẽ đi đến thành phố office và sẽ làm việc để mà trả tiền học phí. Yes, tuition học phí. The answer, I am going to offers and work to help pay tuition. Vậy trong trường hợp này, các em cũng không sử dụng be going to một lần nữa ở vế 2. Yes, because this is parallel and because they are repeating hopping verb. Okay, and now let's go on. Now, look at the photo. You will see three actions. Em nhìn thấy có ba hành động. Yes, dancing. Hành động thứ nhất, của bức tình thứ nhất là dancing, khiêu vũ. The second, you see a lot of snacks. Các em nhìn thấy rất nhiều thức ăn vặt. Yeah, a lot of food. And the next, you will see a lot of cocktails. Hình thứ ba, các em nhìn thấy nhiều loại cocktail. So, filling the blank like this. À, các em hãy điền vào động từ ở chỗ trống với hình thức phù hợp. And use be going to, use parallel accent. We blah 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 together, blah 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 snack, and blah 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 cocktail at the farewell party. You see, farewell party is mean tiệc chia tay. Yes, chúng tôi sẽ cái gì đó với nhau, rồi cái gì thức ăn vặt với nhau, và cái gì cocktail tại buổi tiệc chia tay. Okay. So the answer, we are going to dance together, eat snacks and drink cocktail at the farewell party. Như vậy trong trường hợp này, các em không nhất thiết phải lặp lại are going to tới 3 lần, mà các em hãy tỉnh lược nó đi. Lý do chúng đóng vai trò là repeating helping verb, trợ động từ lặp lại. Như vậy ở hai hành động sau, chúng ta chỉ cần sử dụng động từ nguyên mẫu mà thôi. Lý do cùng chủ ngữ, chúng ta tỉnh lược đi trợ động từ. Is it clear?
Yes. Thì câu này sẽ là chúng tôi sẽ khiêu vũ với nhau, ăn thức ăn vặt và uống rượu cocktail tại buổi tiệc chia tay. Okay. Now, yes, let's go on to exercise. Và chúng ta hãy đi đến phần bài tập luyện tập áp dụng nhé. Complete the sentences with the suitable forms of the verb in the parentheses. Use will, be going to, or be about to. Và phần bài tập này là phần bài tập tổng hợp, bởi vì đây là bài cuối cùng trong chương số 5. Như vậy cô sẽ xen kẽ cách sử dụng will tương lai đơn, cách sử dụng be going to tương lai gần và cách sử dụng be about to tương lai gần nhất. Thì các em còn nhớ phần lý thuyết ở các bài trước không? So look at the bra. Còn nói lại, will dùng để diễn tả tương lai, hành động trong tương lai, dự đoán trong tương lai, dùng để diễn tả một quyết định tức thời hay là sự hứa hẹn. Còn be going to dùng để diễn tả write a plan, một kế hoạch đã lên từ trước, yes, hay là arrangement, sự sắp đặt. Trong khi be about to dùng để diễn tả tương lai liền kề gần nhất. Okay, and now exercise sentence number one. Number one, who like to take a VCR back to the visual arts room? Đây là lời nói của giáo viên nha. Any volunteer? Có ai muốn đem cái đầu đĩa trả về phòng nghe nhìn hay không? Visual arts là phòng nghe nhìn. Có ai xung phong không? Volunteer? Thì một người nào đó trả lời, tôi sẽ làm chuyện đó. The next number two. Why did you buy so many vegetables? Tại sao bạn lại mua quá nhiều rau cải như vậy? Người nọ trả lời, I make a lot of salads for dinner tonight. Bởi vì tôi sẽ làm một cái món gỏi trộn thật là thịnh soạn cho bữa ăn tối nay. And the next, number three. Why is Carlos having a microphone in his hand? Tại sao Carlos nó cầm cái micro trong tay nó chi vậy? Người kia trả lời, anh ta sắp sửa đọc diễn văn trước trường học. Yeah, cầm micro để mà phát biểu diễn văn trước trường học. Number four, I wonder what the weather is like in Chicago now. Tôi tự hỏi không biết thời tiết ở Chicago ngay bây giờ như thế nào. I need to know what kind of clothes to pack for my trip there. Bởi vì tôi cần phải biết chuyện đó. Tôi cần phải biết để mà tôi gói ghém quần áo cho pack. Trong trường hợp này gói ghém quần áo cho phù hợp để đi du lịch đến đó. Người nọ nghe người kia than mới trả lời, I don't know, tôi đâu có biết thời tiết bên Chicago như thế nào. I search on the internet for you now. Nhưng mà bây giờ để tôi đi kiểm tra internet, tôi lướt web, tôi sẽ nói cho anh biết thời tiết như thế nào. Ok, so tell me, number one, number two, number three, and number four, what tense do you use? Will, be going to, or be about to? Number one, the answer, yes, I will do it. Because you see, instant decision, and this is an offer or a promise. Chúng ta sử dụng will cho trường hợp số 1, lý do đây là một quyết định tức thời. Nghe người khác hỏi, mình mới quyết định tức thời. Đồng thời đó là một sự ngỏ ý muốn giúp đỡ và lời hứa. Yes, tôi sẽ làm chuyện đó. Tôi đem cái đầu đĩa lên phòng nghe nhìn cho. Now, number two, why did you buy so many vegetables? The answer, yes. Sao mua nhiều rau cải vậy? Trả lời, tôi sắp sửa làm một món gỏi hay là một món rau trộn thịnh soạn cho bữa ăn tối nay. Rõ ràng người này đã có ý định từ trước và có sự sắp đặt, do đó các em dùng be going to trong trường hợp này. Ok, and the next, number three, the answer is about to give. Yes, thấy anh chàng cầm cái micro trong tay thì mấy em mới hỏi. Như vậy chỉ trong tích tắc vài giây nữa hoặc là một phút nữa là lâu nhất, là anh chàng này sẽ đọc diễn văn trước trường học. Như vậy đó chính là immediate future, hay còn gọi là nearest future, tương lai gần nhất. Các em sử dụng cấu trúc be about to cộng từ nguyên mẫu. Ok, bởi vì anh ta sắp sửa đọc diễn văn trước toàn trường. And now number four, everybody. So which one? The answer will suit. Yeah. Nghe người nọ than là không biết thời tiết ở Chicago thế nào để mang theo quần áo phù hợp, thì cái người kia trả lời, tôi không có biết, nhưng mà để tôi đi search internet. Nó có nghĩa là kiểm tra internet cho bạn. It means this is instant decision. Đây là quyết định tức thời, đồng thời là một cái offer, một lời ngỏ ý, đồng thời là một cái promise. Ok, now
Let's go on. Number 5, number 6, and number 7. Everybody? Jack, I need a favor. Jack nè, tôi cần sự giúp đỡ. What can I do for you? Anh chàng Jack trả lời, vậy tôi có thể làm gì cho anh? Người nói trả lời, I go to a job interview this afternoon. Trưa nay tôi phải đi đến cuộc phỏng vấn việc làm. And I don't have a decent tie to wear. Mà tôi lại không có một cái cà ra vát, có nghĩa là cái cà vạt nào cho nó tươm tất để mang đi phỏng vấn. Thì Jack nghe bạn than như vậy mới trả lời, don't worry, đừng có lo. I lend you one of mine. Để tôi cho mượn cái của tôi nhé. Number 6, what are you wearing those shoes for? Cấu trúc mà what for thì chẳng qua nó cũng đồng nghĩa với chữ why. Hỏi lý do. Tại sao bạn đang mang đôi giày đó? Thì đồng nghĩa với cấu trúc là what for. Cũng mang đôi giày đó làm chi vậy? Sao đang mang đôi giày đó làm chi vậy nha? Cấu trúc Việt Nam của mình what for là để chi vậy? Thì người nọ mới trả lời, I go to the shopping mall to buy some food. Lý do là tôi sắp sửa đi đến trung tâm thương mại để mua một ít thức ăn. Xỏ giày vô rồi. Người nọ thấy xỏ giày mới hỏi đi đâu làm gì. The next, number 7, Janice, do you want to come with us? Janice nè, cậu có muốn đến với tụi này không? I can't, I have to study. Tôi không thể, bởi vì tôi phải học bài. Come on, nhanh lên chứ. You can't study all day. Cậu không thể nào lúc nào cũng học suốt ngày. Thì Janice nghe vậy mới trả lời, all right, được thôi. I go with you. Tôi đi với anh đây nè. I guess I can finish this stuff afternoon or tomorrow. Stuff có nghĩa là những thứ linh tinh, những thứ vật vãnh. Ở đây là ám chỉ cái phần bài học này nè. Tôi đoán rằng, guess là đoán rằng tôi có thể hoàn tất được cái mớ linh tinh này vào vào ngày mai. Okay, so tell me number 5. Which one do you use? Will, be going to, or be about to? The answer? Yes, I am going to go to a job interview because this is arrangement. Đây là sự sắp đặt hay còn gọi là royal plan, một kế hoạch đã được lên từ trước. Thì các em dùng be going to. The next, I will lend you one of mine. Người bạn tốt bụng mới muốn giúp đỡ, như vậy dùng will trong trường hợp này. Tôi sẽ cho bạn mượn một cái cà vạt của tôi. Trong trường hợp này là hàm ý diễn đạt, quyết định tức thời. Nghe người bạn than mình mới quyết định và ngỏ ý cho mượn. How about number 6, everybody? I blah blah blah. The answer? Yeah, I am about to go to the shopping mall. Trong trường hợp này các em hiểu không? Cái người này đã sọt chân vào giày rồi, mang giày rồi. Người kia mới hỏi tại sao lại đang mang giày như vậy, để làm gì? Thì người nọ mới trả lời là tôi sẽ đi đến trung tâm thương mại để mua thức ăn. Có nghĩa là nói là bước ra khỏi cửa liền để đi. Ok, so you use immediate future. Vì vậy các em sẽ dùng tương lai gần nhất, liền kề nhất trong trường hợp số 6 này. And the next number 7. The answer? Yes, I will go with you. Đây là instant decision, quyết định tức thời. Được thôi, tôi sẽ đi với bạn, nghe rủ rê quá. Và tôi đoán tôi sẽ hoàn tất cái việc bài tập á, làm bài tập vào ngày mai. Yeah, remember, and it's easy everybody. Các em có thể nhớ được, và nó dễ phải không? Okay, now go on to the next everybody. Yes, sentence number 8 to number 10. Các em sẽ có bài tập từ câu số 9 đến câu số 10, like this. Hey, Kha, how can you pronounce accustomed? Nè, cậu có thể phát âm được cái chữ accustomed này như thế nào không? Người nọ mới trả lời, I'm not sure. Mình cũng không biết chắc là phát âm chữ đó làm sao nữa. I look, blah, blah, blah. It's off for you. Look mà đi với off có nghĩa là tra từ điển. Thôi để mình tra từ điển coi phát âm chữ này sao cho bạn nha. Number 9, would you like to join leader and me tomorrow? To join is mean hát tùng, đi chung. Thế cậu có muốn đi chung với Linda và mình vào ngày mai không? We visit blah 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 the history museum. Tối nay sẽ viếng thăm viện bảo tàng chiến tranh, lời về lịch sử, viện bảo tàng lịch sử, muốn đi không? Người nọ mới trả lời, sure, I never been there. Dĩ nhiên là muốn đi rồi, tại vì từ trước giờ mình chưa hề đến đó. And the next number 10, what are you going to do with this knife? Cậu sắp sửa làm gì với con dao này nhỉ? Cậu cầm dao này chi? Ý hỏi á, cậu sắp sửa làm gì với con dao? Trả lời, well, I cut my beef steak. À, mình cắt miếng thịt bò này.
I'm so starving that I can't eat a bone. Starving ở đây là chết đói á. Trời ơi, mình chết đói đến nỗi mà mình sắp ăn một con bò. Ở đây là cách nói thậm xưng, cách nói ví von lên, có nghĩa là đói đến nỗi mà có thể ăn được con bò. Dạ, thay vì dùng chữ I'm so hungry thì người này dùng chữ starving cho nghĩa nó thậm xưng lên, lớn lên chút xíu. Ok, nói quá. And now, number 8, number 9 and number 10, tell me, will be going to, be about to, which one do you use? Number 8. The answer, I will look it up for you. Để mình kiểm tra từ điển cho bạn nhé. Tra từ điển nhé. Bởi vì đó là instant decision. Đây là quyết định tức thời. Number 9. The answer, yes. Like this, we are going to visit the history museum. Hai người này rủ, người này rủ người kia đi, có nghĩa là người này đã có kế hoạch trước. Và đó các em phải dùng be going to. And then as number 10, the answer, I am about to cut my beef steak. Đang cầm con dao rồi, bạn mới hỏi cầm dao để làm gì? Thì trả lời tức tắc. Yeah, như vậy hành động cắt miếng bò beef steak này chỉ trong vài giây sau khi nói câu này mà thôi. So you use be about to, tương lai gần nhất. Is it clear? Yes. And now let's go on. Đi đến phần kế tiếp nhé các em. What is it? Exercise number 2. Đó là phần bài tập thứ hai. Và phần bài tập này rất dễ dàng gặp trong các kỳ kiểm tra, thi, đề thi tốt nghiệp và đại học, bởi vì đây là dạng trắc nghiệm. Choose A or B or C to complete each sentence. Các em hãy chọn đáp án A or B or C, D để hoàn tất, không có D nha, để hoàn tất những câu dưới đây. So I have 5 sentences for you. Cô có 5 câu cho các em. Number 1, she will graduate in June and blah 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 for a job. Cô nàng Jill sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 và sẽ tìm việc làm. So tell me, you choose A, will look, B, looks, C, look, which one? Number 2, do you want to go shopping with me? Cậu có muốn đi mua sắm với mình không? I'm going to go to the supermarket and blah blah blah, something for our dinner. Mình sắp sửa đi đến siêu thị để và mua một vài thứ cho bữa ăn tối. So you choose A, to buy, B, buy, and C, I'm going to buy. The next, number 3, who will blah blah blah, some food and blah blah blah, the boss? What does it mean? Ai sẽ đi mua một ít trái cây và đi thăm sếp của mình nhỉ? Thăm ông chủ á. A, buy, will visit. B, buy, to visit. C, buy, visit. Which one do you choose? Như vậy, phần trắc nghiệm này lý thuyết phải thật là vững thì các em mới có thể làm chọn đáp án đúng trong tích tắc. Yes. Number 1, do you have the answer? The answer like this. Yes, you choose C. Các em phải chọn đáp án C. Because this is parallel. Bởi vì đây là cấu trúc song song. Ở đằng trước của chúng ta là she will graduate. Như vậy, trợ động từ của chúng ta là chữ will. Và chữ graduate là động từ nguyên mẫu đi với chữ will, cùng một chủ ngữ là she. Do đó, đằng sau có chữ and thì các em phải chọn là động từ nguyên mẫu. Yes. Chỉ có một mình she mà thôi. She sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 và tìm việc làm. Look for a job. Yes, chúng ta đã tỉnh lược chữ will đi rồi, bởi vì su là một chủ ngữ. And number 2, so which one do you use, everybody? The answer, like this. Yeah, you choose B, buy. Yeah, this is parallel with I'm going to. Đây là cấu trúc song song dùng với be going to. I am going to go. To go, to go với chỗ đó đó. To the supermarket. Go to the supermarket and buy. Có nghĩa là một người nhưng mà làm hai hành động. Tôi sắp sửa đi đến siêu thị và mua. Như vậy chúng ta đã tỉnh lược đi I'm going to. And the next, number 3, the answer. Yeah, you choose C. Các em chọn đáp án là C. Who will buy some fruit and visit the boss? Như vậy chúng ta đã có chữ will rồi. Do vậy chúng ta chỉ cần thêm hai cái động từ nguyên mẫu, đó là buy, mua trái cây, và visit là viếng thăm ông sếp của mình. Dạ, đây là cấu trúc song song đã cho trợ động từ khiếm khuyết của chúng ta chính là chữ will. Ok, is it clear? And now, let's go on. Now, number 4 and number 5, everybody. Number 4, the damage we do to our environment today, blah blah blah.
affect as well as destroy the quality of life of future generation. What does it mean? Cái thiệt hại mà chúng ta gây ra cho môi trường ngày nay nó sẽ tác động, affect là tác động cũng như là hủy hoại chất lượng cuộc sống của thế hệ mai sau. A. Will, B. Do, C. Are going to. Which one do you choose? Number 5. Hurry up. We have to get out. Blah blah blah. A taxi and blah 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 to the party. Nhanh lên. Chúng ta cần phải ra khỏi cửa nè, đón taxi nè và chạy đến buổi tiệc. So A. Catch and go. B. Will catch and go. C. Catch and will go. So which one do you choose, everybody? Do you have the answer? Number 4. Will or do or are going to. The answer? Yes, you choose will. Chúng ta sẽ chọn chữ will. Lý do? Chúng ta đã có cấu trúc song song là chữ as well as. Trong phần lý thuyết, cô chỉ dạy cấu trúc song song sử dụng chữ and. Và câu số 4 là câu khó bởi vì cô đã chuyển cấu trúc thành as well là cũng như. Như vậy, cách sử dụng cũng giống như chữ and trong parallel. Loài người nè, những thiệt hại mà chúng ta gây tác động lên môi trường ngày nay sẽ tác động cũng như hủy hoại. Như vậy, đằng sau chúng ta thấy chữ future, thế hệ mai sau. Do đó chúng ta phải dùng will cộng động từ nguyên mẫu. Và hai động từ song song nguyên mẫu của chúng ta chính là affect and destroy. Và cấu trúc song song của chúng ta trong trường hợp này là as well as. Ok. Và chúng ta, có bạn hỏi sao cô không dùng C? C are going to. Dạ, xin thưa, are going to be. Going to là diễn tả sự sắp đặt. Còn đây là chúng ta đang dự đoán những tác động của con người sẽ tác động lên trong tương lai. Ok, and now, number 5. The answer you choose A. Catch and go. Lý do parallel, trong câu này có chữ and. Yeah, we have to. Và trợ động từ của chúng ta trong trường hợp này là chữ have to. We have to. Sau have to cộng ba động từ liền, đó là get out, bước ra khỏi nhà, catch, đón taxi, and go to the party. So, three action parallel together. Ba hành động này song song với nhau và cùng với dùng với trợ động từ là have to. So các em phải sử dụng động từ nguyên mẫu catch and go. Do you understand, everybody? Okay, I hope you will understand what I tell you. Cô hy vọng các em sẽ hiểu những gì cô nói cho các em nhé. And now, this is the end of the lesson. Thank you for your listen. Goodbye and see you again in chapter number 4. It talks about present perfect. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp các em trong chương số 4. Chương 4 nói về thì hiện tại hoàn thành. Goodbye and see you again.